Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Quý Phật tử đọc theo sư nha. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Thammang saranang gacchami. Thammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanggang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duti yam bi buddhang saranang gacchami. Duti yam bi buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duti yam bi thammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Duti yam bi sanggang saranang gacchami. Duti yam bi sanggang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tati yam bi buddhang saranang gacchami. Tati yam bi buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tati yam bi dhammang saranang gacchami. Tati yam bi dhammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tati yam bi sanggang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ba na ti ba ta. Ba na ti ba ta. Về Ramani. Về Ramani. Sikha ba đăng. Sikha ba đăng. Samma di gia mi. Samma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina Dana. Adina Dana. Về Ramani. Về Ramani. Sikha ba đăng. Sikha ba đăng. Samma di gia mi. Samma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là. Con xin vâng giữ điều học là. Cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumeccha chara. Kame sumeccha chara. Về Ramani. Về Ramani.
Sikkhāpadaṃ Sammādiyāmi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm, Musāvādā Vērāmaṇī Sikkhāpadaṃ Sammādiyāmi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surāmeraja Surāmeraja Macchapamādathāna Macchapamādathāna Vērāmaṇī Vērāmaṇī Sikkhāpadaṃ Sikkhāpadaṃ Sammādiyāmi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Quý Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo phải vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Sile na sugatin janti sile na pogasambada sile na nipputin janti tasma silang viso thaye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy quý vị ráng thọ trì trong sạch, đừng để lắm nhờ. Chúng ta hành thiền trong khoảng 10 phút. Thì quý vị có thể ngồi kiết già hay là bán già, tùy theo cái sự thoải mái mà quý vị có thể ngồi. Vị nào ngồi bán già không được thì quý vị có thể ngồi tự một cách tự nhiên thôi, để ngồi thẳng lưng. Thì quý hành giả đó, chúng ta có thể quan sát cái đối tượng có hơi thở. Quý vị có thể là quan sát đối tượng hơi thở ở mũi hay là ở bụng, cái sự phồng, sự xẹp. Tức là hơi thở khi mà hít vào á, thì cái bụng phồng lên, thở ra thì bụng xẹp xuống. Hoặc là đặt tâm ở mũi á, ghi nhận á, cái sự mà gió ra, gió vào. Ghi nhận cái yếu tố gió. Khi mà yếu tố gió đó, nó đi vào bên trong cơ thể á, thì nó sẽ tạo nên cái cảm giác. Mà cái cảm giác này có thể là cảm giác nặng hay là cảm giác nhẹ. Tại vì á, khi mà cái gió nó đi vào bên trong á, nó sẽ chạm đến danh và sắc, tức là thân và tâm đó, nó tạo cảm giác. Nhưng mà cái yếu tố gió này nè, mấy vị đó làm sao á, ghi nhận cái sự chuyển động của nó là mới là quan trọng. Tại vì đặc tính của yếu tố gió đó là sự chuyển động. Thay vì cái hơi thở ra vào đó, mà chúng ta nên ghi nhận cái yếu tố gió là đúng hơn. Tại vì mấy vị mà ghi nhận hơi thở đó, mấy vị sẽ đôi khi á, tìm kiếm cái hơi thở nó sẽ cho nên đó không có tập trung đúng, đôi khi căng thẳng. Cho nên mấy vị đó, đặc tính của hơi thở đó là yếu tố gió, mà mấy vị đó ghi nhận cái yếu tố gió chính là ghi nhận cái hơi thở, cái sự thay đổi, tức là nó làm cái sự tác động của danh sắc bên trong đó. Rồi từ đó nó tạo cái sự tương tác, từ đó mấy vị có thể cảm nhận cái sự tham sân si qua cái sự mà cái cảm giác thô, cảm giác tế hay cảm giác dễ chịu, khó chịu. Nó là cái biểu hiện cái yếu tố gió khi mà nó tiếp xúc giữa danh và sắc đó, nó tạo sự tiếp xúc. Thì cái tiếp xúc đó nó biểu lộ qua cái phiền não rất là vi tế. Nếu mà hành giả chịu theo dõi đó, dần dần hành giả sẽ có thể hiểu được cái đặc tính của phiền não, của tham sân si. Cũng vậy, quý vị có thể ghi nhận ở bụng cái sự phồng, sự xẹp. Ví dụ chúng ta tâm phóng dật, quý vị luôn luôn tỉnh thức biết phóng dật, tâm suy nghĩ biết suy nghĩ, trở về cái phòng xẹp. Quý vị có thể ghi nhận cái điểm phòng cho hết tận cùng của cái phòng, rồi nó xẹp, đi đến tận cùng của phòng cái xẹp. Làm sao quý vị đó đặt cái tâm quan sát mà từng khoảnh khắc của sự phòng, từng khoảnh khắc của sự xẹp, để gì? Để quý vị đó, cái tâm quý vị có thể
theo dõi. Nên nhớ mấy vị đó, đừng có nên cố gắng quá. Nếu chúng ta cố gắng quá đó, đôi khi đó, cố gắng quá tham, nó tạo cho cái sự mà khó chịu của chúng ta, cái sự mà nó căng, không có được tự nhiên. Cho nên đó, cái sự phòng xẹp chúng ta đôi khi không thấy, nhưng mà quý vị có thể gọi là cái khái niệm của phòng xẹp cũng được. Quý vị có thể tư duy cái khái niệm của phòng của xẹp. Từ cái khái niệm đó đó mà quý vị có sự quan sát, để ý ở dưới bụng đó, dần dần nó sẽ nó lòi ra cái cảm giác phòng, cảm giác xẹp, hoặc là cái sự râm ran ở bụng. Bất cứ cái dấu hiệu gì ở bụng đó, quý vị có thể ghi nhận đó, chánh niệm, niệm liên tục, niệm luôn luôn nhớ hay biết ở đó. Đừng để gián đoạn cái sự quan sát hành thiền của chúng ta đó. Cái yếu tố quan trọng là đừng để gián đoạn cái ghi nhận đó. Và tỉnh thức, tỉnh giác à, ngay ở hiện tại mình đang làm gì, mình đang biết làm gì thì biết cái đó, đang ghi nhận cái phòng, cái xẹp, luôn luôn hay biết đó. Đừng có để tâm đi về quá khứ, đừng để tâm suy diễn ở tương lai, luôn luôn nhớ hiện tại trên danh sắc, ở trong cái thân tâm này, từng cái tương tác, cái sự râm ran ở bụng. Chúng ta mới đọc bức đừng ngồi thiền đi, còn có 5 phút nữa thôi à. Hôm nay á, thì sư sẽ giảng tiếp theo cái bài về chánh tri kiến đó. Tức là cái phần vừa rồi thì có người đã giảng về thiện bất thiện rồi. Thì hôm nay á, tiếp theo là cái phần thức ăn. Trong cái bài kinh chánh tri kiến á, cái thức ăn ở đây đó là cái Pali gọi là Ahara. Thức ăn á, thì nó có 4 loại thức ăn. 4 loại tức là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thực ở đây là thức ăn á. Thức ăn từ cái thô đến cái tế. Nhưng mà trước khi á, chúng ta để biết 4 cái loại thức ăn này đó, thì chúng ta cũng phải biết qua sơ về 4 cái loại sinh. Tại vì tất cả chúng sanh đó, tất cả chúng sanh trong tam giới, tất cả chúng sanh hữu hình đó, chúng sanh hữu tình sinh tồn nhờ gì? Nhờ cái gì, quý vị biết không? Nhờ vào thức ăn. Cho nên chúng ta cũng phải biết sơ qua cái phần bốn cái loại sinh gồm có thế nào. Thứ nhất là nõn sinh, rồi thai sinh, thấp sinh, rồi quá sinh. Thì 4 cái loại đó tại vì tất cả chúng sanh hữu tình đó đều bị chi phối theo cái sự mà 4 loại. Ví dụ như đối với con người đó thì là ở thai sinh, còn đối với những cái loại mà những cái sinh vật nhỏ, nó thường là ẩm thấp sinh ra trong cái tự ẩm thấp tự nhiên mà sinh ra. Rồi có những loại chúng sinh ở dạng quá sanh, có những loại chúng sanh ở nõn sanh. Thường thường nõn là gì? Ở trứng. Có những loài sinh ra từ trứng, rồi có những loài sinh ra từ sự quá hiện ra, quá sanh. Quá sanh thì thường là chư thiên quá sanh, ngoài chư thiên là phạm thiên nè, rồi ngạ quỷ, atula, chúng sanh địa ngục đều là quá sanh. Đôi khi á, con người cũng có dạng quá sanh nữa quý vị. Đó trường hợp đặc biệt lắm mới có, tại vì hiếm lắm. Chẳng hạn trong kinh đó, thì có dạng quá sanh, là người quá sanh, chẳng hạn như là Ambabali á. Mấy vị có nghe không? Ambabali. Ambabali là cô quá sanh ở trên cái không, cô quá sanh ở trên cái cây xoài, chánh xoài á. Cô quá sanh ở đó, trong một cái khu vườn xoài mà trên cây xoài. Còn quá sanh ở trên cái hoa sen đó là trong cái mà cái chà tắc cá, cái tiền thân á, cái nói về cái sự tích tiền thân của Phật á, thì cô gọi là Ambat, cái cô gọi là Upala Vanna, qua liên qua sắc á, cái quá khứ của bà đó, quá khứ của bà đó là tên, có một quá khứ của bà trong xa, trong thời kỳ mà xa xưa đó, sinh ở trong một cái hoa sen. Thì lúc đó đó, trong một hoa sen ở trên một cái, trong cái một cái ao đó, thì cái hoa sen rất là to, thì bà sanh ra trong một cái, trên cái đài sen như đó. Thì lúc đó Bồ Tát á, Bồ Tát tức là Đức Phật của chúng ta đó, thời đó là trong cái hoa sen, cái giường, cái chỗ mà ngài tu á,
thì ngài thấy có hoa sen đó, mà ở trong cái hoa sen mà có nghe một đứa bé khóc, thì ngài lại ngài xem, ngài thấy có một đứa bé ở trong cái hoa sen nó nở ra. Tại vì hoa xanh đó, con người mà hoa xanh rất là hiếm, không phải dễ có đâu. Với lại mà chúng sanh ở cái quả địa cầu chúng ta nè, khi mà cái quả địa cầu mà từ ban sơ đó, từ ban sơ chưa có loài người xuất hiện đó, thực sự cái dạng đó một số học giả người ta cho là quá xanh, nhưng mà theo sư thì không phải quá xanh, nó cũng, nhưng mà nó cũng xếp vô dạng quá xanh, tức là cái thở địa cầu mà ban sơ chưa có loài người sinh sống, chưa có những cái sinh vật nào hết đó. Tại vì lúc đó chưa có mặt trời mặt trăng, chưa hề có. Nhưng mà cái quả địa cầu ban sơ nó rất là trong sạch, trong sạch vô cùng, nước nó thơm, những cái mùi thơm đặc biệt lắm. Thì thở đó đó, chư thiên phạm thiên từ ở cõi, từ ở cái cõi sơ thiền đó, từ cõi sơ thiền, cõi quan âm thiên, cõi đó đó, thì những vị đó có cái hào quang rộng lớn, với lại có thần thông tự tại nữa. Thì những vị phạm thiên đó nhìn có thiên nhãn đó, nhìn ở cái quả địa cầu của mình nè, thấy là quả địa cầu rất là đẹp, cho nên mấy vị rủ nhau rất là đông đi thăm, gọi là du hí đó, đến cái quả địa cầu này. Đây là cái quả địa cầu của mình đó nha. Thì du hí đến cái quả địa cầu đầu tiên đó, thì mấy vị đó xuống cái quả địa cầu này, mấy vị mới thấy là quả địa cầu đầu tiên đó, nó có những cái nước đó, nó thơm vô cùng luôn. Quả địa cầu ban sơ nó trong sạch lắm, nó thuần khiết thơm. Thì những vị đó thấy cái mùi thơm, cho nên đó, cái tâm nó bắt đầu nó kích thích, mấy vị mới nếm thử nếm thử đó, thì ái nó sanh lên, ái sanh lên đức thần thông. Vậy đó, đức thần thông, cho nên dính ở quả địa cầu là luôn, không có bay về chảnh được. Đầu tiên là mất thần thông. Mất thần thông thì mấy vị đó mới biết lo, biết sợ rồi. Nhưng mà do ở với đức thần thông rồi, do ở dưới đây rồi phải ăn này kia đó, rồi từ từ có dùng những cái nước ngọt đầu tiên ở quả địa cầu đó, nó giống như sữa thơm mật ong vậy đó. Thì mấy vị nêm uống những cái đó, càng uống thì tham ái nó càng sanh khởi. Tại vì biết sao? Tại vì phạm thiên đó, họ ở cái cõi phạm thiên đó, là ly dục, ly toàn bộ sắc thinh hương vị xúc. Nhưng mà lại họ đi xuống thế gian này là có những cảnh sắc này kia đó, là ái nó sanh qua năm cảnh sắc thinh hương vị xúc. Mà ái nó sanh đó thì thần thông, đức thần thông. Thì dần dần mấy vị đó hào quang cũng mất luôn. Tức là khi mà cái phiền não mà nó sanh lên càng ngày càng nhiều đó, thì cái sắc thân tế của phạm thiên đó, dần dần từ tế mà đến thô dần cho đến thành là người chúng ta như thế này. Nó vậy đó, nó nặng dần và nó thô dần. Tức là cái sắc pháp của phạm thiên rất là vi tế, sắc thân của các ngài rất là đẹp. Thì từ đó do ái sanh nó ô nhiễm, nó làm cho cái tâm nó ô nhiễm, thì cái sắc thân nó bắt đầu nó nhiễm, sắc thân nó trở nên ô, nó trở nên thô. Thì giống như là cái tâm mà thô đó thì cái thân thô, tâm tế thì thân tế, vậy đó. Chúng ta cũng vậy, chúng ta mà tu tập thiền đó, mấy vị mà tu tập thiền mà mấy vị đạt những trạng thái mà tâm thanh tịnh đó, thì cái sắc tướng của mấy vị nó tự nhiên nó sẽ sáng tươi sáng đó, vậy đó. Cho nên đó, cái tâm nó ảnh hưởng cho cái sắc pháp rất là quan trọng. Thì trong cái sắc pháp đó, nó cũng do có nhờ những cái thực vậy nè, từ cái đoàn thực nè, từ xúc thực nè đó, từ tư niệm thực và thức thực. Vậy đó. Bắt đầu tiếp theo thì sư sẽ nói vấn đề mà về cái bốn cái loại thực. Trong cái bài kinh này đó, bài kinh Sammadithi này đó, là Đức Xá Lợi Phất, bài kinh này do Đức Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất á, ngài Sariputta, tiếng Bali gọi là Sariputta, là ngài giảng toàn bộ cái phần này. Tại cái phần này nó rất là cao, chánh tri kiến mà mấy vị tu tập phải đạt những cái chánh tri kiến không phải dễ đâu. Tri kiến như thật mới hiểu được. Thực sự khó thì nhưng mà cũng phải giải thích từ từ cho mấy vị hiểu, chứ không có sao cả. Thì trong cái bài này đó, có những cái vị mà các vị tỳ kheo hỏi ngài Xá Lợi Phất đó, thì thế nào là cho có những bốn pháp cần phải liễu tri. Thì bốn pháp nhất là đoàn thực. Thì đoàn thực, ở trong cái đoàn thực nó có đoàn thực thô hoặc là đoàn thực tế, rồi xúc thực, tư niệm thực, rồi thức thực. Cái mà vật thực ở đây đó, gọi là tiếng Pali gọi là ahara.
cái thực ở đây á, vì nó có cái dưỡng tố, cái dưỡng chất á, và cái dưỡng tố đó nó nuôi dưỡng, nó có cái phần tinh túy trong đó, nó của vật thực á, rồi nó nuôi dưỡng, nó duy trì cho cái sắc pháp, sắc thân này nè, làm cho cái sắc pháp này đó nó được luôn luôn duy trì và nó phát triển, nó sanh lên. Cho nên cái đoàn thực á, nó có nhiều nhiều cái dạng lắm, dạng thô rồi dạng tế. Dạng tế tại vì ở mỗi chúng sanh mà hữu hình thì thường là dùng cái đoàn thực. Cho nên á, đoàn thực có nhiều loại thô, loại cứng, cho nên mỗi mỗi cái dạng chúng sanh, mỗi cái dạng người có thể dùng cái đoàn thực khác nhau. Có những người ăn, ví dụ như có những loại vật họ ăn, họ có những, ví dụ như là con cá sấu đi, nó ăn một lần nguyên một con bò vậy đó. Đây quá thô, vật thực quá trời thô, nhưng mà con người thì không thể. Cái vật, ngay cả cái đoàn thực mỗi chúng sanh cũng khác nhau nữa. Con người thì đâu thể ăn như vậy được. Con người ăn cái vật thực nó tế hơn chút nữa, nó mềm hơn nữa, nó vi tế hơn. Khi mà cái đoàn thực á, làm duyên cho tám loại sắc bất ly. Tám loại sắc bất ly là gì? Đất nè, nước nè, lửa nè, gió, sắc cảnh sắc. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc, những cái này là gọi là sắc cảnh sắc. Rồi sắc cảnh khí, ví dụ như cảnh khí là chúng ta ngửi, chúng ta cảm nhận có một cái mùi hương cái gì đó, nó là gọi là sắc cảnh khí, cái phần đó gọi là sắc cảnh khí. Rồi sắc cảnh vị, ví dụ như cái lưỡi chúng ta nè, nếm được cái vật thực nào đó đó, cái vật thực ở đó nó là cảnh vị của cái nó là gọi là sắc cảnh vị. Sắc vật thực đó là những cái loại sắc này nè, là tới từ đoàn thực. Khi mà chúng ta ăn á, là nó cùng đồng sanh với tám cái loại sắc này trong cái đoàn thực đó, nó nuôi dưỡng cái thân mạng này. Trong cái mà Abhidhamma đó thì cái sắc pháp đó nó gọi là Kalabha, là những cái thành phần sắc mà nó vi tế vô cùng, mà đôi khi chúng ta mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Mà thường thường là chúng ta mà tu tập lên tới đạt cái định đó, những cái trạng thái định của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền đó, quý vị có thể nhìn vào trong đây, dùng cái ánh sáng của tứ thiền nhìn vào trong đây, thấy được cái sắc đó, sắc những cái gọi là cái đoàn sắc hay là Kalabha, những cái sắc pháp nó nhỏ vô cùng, sắc tâm rồi sắc pháp nó sanh diệt rất là nhanh. Đây là những cái sắc pháp thuộc về sắc tâm và sắc vật thực, không phải sắc tâm với lại sắc danh, sắc của thân và tâm đó, nó sanh diệt từng khoảnh khắc. Ở đây từ từ sư sẽ giảng từng cái phần, tại vì cái này rất là thực sự nó khó hiểu cho mấy vị lắm. Từng cái phần từ từ mấy vị sẽ hiểu, không có sao đâu, từ từ. Thì khi tại vì cái này đó nó thuộc dạng mà cái tri kiến, cho nên không phải dễ hiểu, nên từ từ thì sư sẽ giải thích, mấy vị sẽ hiểu, không có sao cả. Tiếp theo thì sư sẽ nói về thế nào là pháp hữu duyên và thế nào năm uẩn. Ở trong đây đó, coi như là trong cái chánh kinh đó là chư hiền, thế nào một vị thánh đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn. Trong cái xúc thực, cái gì xúc thực á, thì nó trợ duyên cho cái thọ sanh lên. Còn cái đoàn thực á, là nó trợ duyên cho cái sắc pháp chúng ta, cái thân của chúng ta đó, nó duy trì cái sắc thân. Còn cái xúc thực ấy, thì trợ duyên cho cái thọ. Ví dụ như trong cái xúc thực á, cái thần kinh nhãn á, chúng ta có mắt, ví dụ chẳng hạn có mắt, rồi có thần kinh nhãn, rồi có nhãn căn. Từ đó nó sẽ có nhãn thức sanh khởi. Và khi ba cái này nó gặp nhau, nó tạo nên cái xúc, cái xúc gọi là, đây gọi là xúc thực. Đối với mắt cũng vậy, và đối với tai cũng vậy, đối với mũi cũng vậy, đối với miệng và đối với thân cũng vậy. Cho nên nó có những cái yếu tố đó mà nó làm cho cái thức sanh lên. Và cái thọ đó gọi là thực, cái thọ, cái cảm giác đó. Ví dụ như mắt chúng ta thấy cảnh sắc, thì cảnh sắc nó tiếp xúc với mắt, rồi cái thức nó sanh lên đó, cái cảm giác đó nó gọi là xúc thực đó. Thì trong cái cảm thọ này nè, nó gồm có đôi khi có những cái thọ lạc, đôi nhiên những cái thọ khổ, và đôi khi nó có những cái thọ xả,
rất vi tế. Ở mắt cũng vậy, ở tai, mũi, lưỡi nó cũng tương tự như thế, như thân cũng như thế. Nó năm cảnh tiếp xúc, cho nên nó tạo nên cái xúc thọ. Còn cái tư niệm thực là gì? Tư niệm thực đó, nó sẽ làm duyên cho cái thức tái sanh. Tư niệm thực đó, làm duyên cho cái thức tái sanh. Cái tư niệm thực đó, giống như là một cái gọi tương ưng với cái dục giới, làm duyên cho thức tái sanh ở trong cái cõi dục giới. Cái nghiệp nó tương ưng với sắc giới đó, thì nó làm duyên cho cái thức tái sanh ở trong cõi sắc giới. Và cũng vậy, ở cõi vô sắc giới cũng vậy, nó làm duyên cho cái thức tái sanh ở cõi vô sắc giới. Cái tư niệm thực nó làm duyên cho tái sanh ở ba cõi sắc giới, như là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đức Phật ngài nói đó, Vinyana Bacchaya Nama Rupam, tức là thức nó duyên cho danh sắc. Thì trong cái lý duyên khởi đó, có những cái tâm quả, một số là tâm quả đảm nhiệm cái sự tục sinh. Rồi những một số khác thì không như cái nhãn thức, nhĩ thức. Nhưng mà tất cả đó, cái thức thực nó chỉ cho cái cho tất cả các tâm. Mấy vị biết cái cõi vô tưởng không? Chúng sanh ở cõi vô tưởng. Chúng sanh vô tưởng là ở trong cái cõi tứ thiền đó. Tứ thiền nó có 7 cõi ha. Nó có cõi vô tưởng nè, rồi cái cõi quảng quả thiên nè, rồi còn lại 5 cõi còn lại là sắc của cánh. Sắc của cánh. Mà 5 cõi năm còn lại sắc của cánh dành cho vị thánh A-na-hàm trở lên. Còn cái cõi quảng quả thiên nè, với cõi vô tưởng đó là dành cho cái hạng phàm nhân. Thì trong cái cõi vô tưởng đó thì nó không có đoàn thực. Cõi đó không có đoàn thực, cũng không có xúc thực luôn, cũng không có tư niệm thực luôn, đôi khi cũng không có thức thực luôn. Cõi đó đó, nên tại vì tưởng diệt do thức diệt cho nên tưởng diệt. Cái cõi đó chỉ có sắc pháp mà không có tâm, cho nên cái cõi đó dường như cái bốn cái loại thực này không có. Tức là chúng sanh ở cõi đó đó, ở cái một cái quay nghi nào thì nó ở quay nghi đó thôi à, có cái thân mà không có tâm. Nó do cái nghiệp lực, cái gì? Tại vì có những chúng sanh đó mà họ tu đắc lên đến tứ thiền đó, rồi cái họ vẫn còn thấy cái phiền não. Họ thấy phiền não rồi cái họ nghĩ là do cái tâm mới có phiền não. Cái họ mới nguyện, họ nói là họ nguyện để cho không có tâm. Nếu mà không có tâm thì sẽ không có phiền não. Do cái suy nghĩ sai vậy đó, tà kiến sai lầm. Cho nên giờ năng lực của thiền định nữa, mà khi họ đắc định như vậy đó, mà với cái tà kiến sai lầm, cho nên họ sanh về cõi vô tưởng. Nó nguy hiểm như vậy. Do nhờ cái mãnh lực của định và mãnh lực cái nguyện lực của họ nữa. Tại vì họ lên tới tứ thiền, đôi khi họ vẫn còn thấy phiền não, mà họ không có biết rằng đó là phiền não do cái gì, do nguyên nhân gì họ không biết, mà họ nghĩ là phiền não do cái tâm đó. Chính vì có cái tâm cho nên có phiền não. Đây là suy nghĩ sai, không phải như vậy. Suy nghĩ sai, đây là cái mà tà kiến sai. Do cái tà kiến gì sai mà họ chấp theo cái lối đó. Do năng lực của mãnh lực đó, họ sanh về cõi vô tưởng đó. Sanh về cõi vô tưởng. Mà về đó đó, có cái thân mà không có tâm. Đôi khi có thân sắc rất là đẹp, nhưng mà im ru. Tức là ở thế gian này nè, họ chết ở cái tư thế nào, họ sanh về trên đó, tư thế đó. Và đợi đến khi nào mà hết tuổi thọ thì nó bắt đầu nó sanh xuống cõi tam thiền. Nó vậy đó, sanh xuống cõi tam thiền. Tại chúng sanh ở cõi trời sắc giới đó, họ không có rớt, một không có rớt từ trên đó xuống cõi người đâu. Họ rớt từng tự, ví dụ như từ cõi tứ thiền hết tuổi thọ cõi tứ thiền á, họ rớt xuống tam thiền, hết tuổi thọ tam thiền rớt xuống nhị thiền, hết nhị thiền rớt xuống sơ thiền, hết sơ thiền mới rớt xuống loài người. Nó vậy đó. Mà cái tuổi thọ trên đó rất là cao. Cho nên nếu mà chúng ta tu thiền định đó, mà chúng ta không có đủ cái không được dạy đàng hoàng đó, chúng ta đôi khi chúng ta chấp một số sai lầm như tà kiến đó, rất là nguy hiểm. Tái sanh lọt vô đó không có biết Phật pháp gì hết trơn. Ở lâu dài mà không biết được gì hết. Tại vì cõi vô tưởng đó đâu có tâm đâu mà học, đâu có tâm đâu mà tu, đâu có tâm, chỉ có thân đâu mà không có tâm.
Ở trong cõi đó thì tất bốn cái loại thực này không có. Trong cái đoàn thực á, nó có đoàn thực thô hoặc đoàn thực tế. Vật thực nó có nhiều cái dưỡng tố á, mà cái dưỡng tố vật thực nó tế. Thì trong cái phần tế đó thì nó không có cái phần thô, nó không còn phần thực thô. Ví dụ như chúng ta ăn thử một chén cháo ra, chén cháo nó thuộc về vật thực tế thì thường thường là rất là mau đói. Thường ăn vật thực thô thì nó lâu đói hơn. Nhưng mà cái phần trong đó, cái dưỡng tố đó nó cũng khác nhau, nó khác nhau rất là nhiều. Ngay cả những cái con người chúng ta cũng có những cái loài mà vật thực thô tế khác nhau. Ví dụ như có những người sống ở thành thị đi, họ có cái vật thực khác. Những người ở quê có vật thực khác. Đôi khi những người ở thành thị họ không biết ăn rau, những người ở quê biết ăn rau. Ở đây đó là cũng sự thô và tế khác nhau. Cái gì đó rất là nhiều. Rồi có những vật thực của những các vua quan nó cũng khác nhau. Cũng có những vật thực của các vị chuyển luân cũng khác. Đối với con người, những chư thiên, phạm thiên hoàn toàn, những chư thiên ở cái quả địa cầu này cũng khác hoàn toàn với con người, nó tế hơn nhiều. Thường thường là chúng sanh năm uẩn đó, chúng sanh mà loài chúng sanh nào có năm uẩn thì thường thường là có bốn đầy đủ, có bốn loại thức ăn này hết. Chúng sanh nào có năm uẩn là sao? Có sắc uẩn này ha, thọ đó, thọ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Những chúng sanh năm uẩn là thường thường có bốn cái loại vật, bốn cái loại thực này, bốn cái loại thức ăn này. Còn chúng sanh mà bốn uẩn đó, thường thường thì có ba loại thức ăn. Chúng sanh bốn uẩn, ba loại thức ăn như là xúc thực này ha, tư niệm thực và thức thực. Còn chúng sanh ở cõi vô tưởng đó, họ hình như là chỉ có cái sắc mạng quyền thôi. Do nhờ cái sắc mạng quyền duy trì cái sắc pháp của họ đó, sắc mạng quyền ở đây nè, nó duy trì cái sắc pháp đó, cho nên mà nó không có vật thực. Mà cái sắc mạng quyền nó là cái thành quả, nó là cái quả từ cái tư niệm thực từ kiếp trước. Cho nên hiện tại cái phạm thiên mà trong cõi vô tưởng, họ có sắc mạng quyền để duy trì cái thân mạng đó thôi. Mà cái sắc mạng quyền này là kết quả, cái quả báo của cái tư niệm thực đời kiếp trước. Cho nên mà đối với phạm thiên mà vô tưởng thì hiện tại họ không có tư niệm thực. Họ không có tư niệm thực. Tư niệm thực là gì? Là những cái ý niệm, là cái sự tác ý của chúng ta đó. Ví dụ như hiện tại chúng ta có một cái thói quen làm cái điều gì đó, nó tạo thành một cái tư niệm thực. Nhưng nó thuần thục, nó thành quen, nó tích lũy dần và nó đưa đi, nó cũng là một cái nhân, nó đưa cho một cái kiếp sống mới, cho cái đời sống sau này. Cái đó là tư niệm thực. Ví dụ cái sự tác ý nè, rồi cái sự chú niệm nè, đều là tư niệm thực. Một lát sư sẽ giải thích chi tiết hơn từ từ. Ví dụ chúng ta đó bố thí đi. Bố thí mong muốn một cái quả hưởng ở tương lai. Thì cái sự bố thí này nó là gì? Là tư niệm thực. Tại vì á, giống như chúng ta có cái tác ý trong đó, có tác ý trong đó, và có cái sự tạo một cái nghiệp lành, một cái sự lành mạnh trong đó đó, mà muốn để mong cầu cho một cái quả tốt tương lai. Cái này chính là tư niệm thực. Bố thí chúng ta ví dụ như bố thí cầu giàu sang phú quý, có tài sản đầy đủ, hay là có chức quyền gì cái đó, những cái này đều là thuộc về tư niệm thực hết đó. Rồi chúng ta ví dụ như có những cái nghề mà quý vị làm một cái nghề nào, nghề nghiệp mà lặp đi lặp lại liên tục đó, trong thời gian dài, cái đó nó cũng là tư niệm thực. Nó tạo cho một cái thực này nè, nó tạo một cái nhân duyên sau này cho cái nhân cái tiếp theo sau này. Trong cái mà cái sự mà tái sanh đó, ở trong tương lai đó, cái tư niệm thực này nè, chữ tái sanh trong tương lai thì nó có hai cách. Cái cách thứ nhất là có khuynh hướng và chúng ta thiên về cái vấn đề gì đó, thiên về mục đích gì đó, và chúng ta lặp đi lặp lại, và từ sau đó từ từ nó dẫn dắt chúng ta đi về cái khuynh hướng đó. Và cái này gọi là tư niệm thực.
Ví dụ như hồi thời Đức Phật có một cái tiên nữ, tiên nữ ở trong một cái ở cõi trời Ta Bá Tinh Xá đó, cõi Đạo Lợi Thiên. Thì ở trong cái khu vườn, mà cái vườn vui ở cõi đó đó, nó có cái vườn gọi là Nanh Đá gì đó. Cái vườn đó là người ta vào đó thường người ta rất sẽ bị quyến rũ bởi rất là nhiều cái điều trong đó, làm cho tâm chúng ta đôi khi mê mẩn trong đó. Thì một vị thiên tử đó có rất là nhiều những cái thiên nữ. Thì vị thiên tử này đó dẫn các thiên nữ vào đó dạo chơi. Trong quá trình dạo chơi thì các một số thiên nữ đó hái hoa đó để kết thành những cái chàng hoa lớn như nè. Thì có một vị tiên nữ đang ở trên một cái cành hoa đó, đang hái hoa đó, thì hết tuổi thọ thì cái vị tiên nữ đó biến mất chỗ đó. Tại vì cái chư thiên đó, cái sắc thân rất là tế, cho nên khi mà hết tuổi thọ thì cái thân này nó biến mất. Cho nên những người đó không có biết, mọi người xung quanh nó cũng không biết cái cô tiên nữ này đi đâu. Thì ví dụ như từ sáng mà dạo chơi tới chiều đó, từ sáng dạo chơi tới chiều thì không có thấy cô này. Rồi tới chiều mới cái cô này mới sanh lên trở lại. Mà trong khi đó đó, từ buổi sáng đến chiều mà ở thế gian của mình đó, 100 năm, khủng khiếp vậy đó vậy. Thì trong đó cô, trong khi đó cô ta có chết trên đó, mới đầu cô ta tái sanh ở thế gian đó, là sanh cho một gia đình đó. Rồi tới khi tới tuổi 16 được gả cho lấy chồng, rồi cũng có được mấy đứa con. Thì cái cô này đó, cô cũng nhớ là kiếp trước cô ở trên đó, cô nhớ được. Thì cô mới bố thí. Cho nên cái sự bố thí của cô lặp đi lặp lại. Mỗi lần bố thí thì cô mới nguyện là nguyện phước báo này á, để cho tôi á, trở về với chồng của tôi. Mặc dù cô sống có chồng có con hiện tại á, mà cô vẫn luôn luôn là nguyện trở về chồng. Thì bao nhiêu người ta biết, người ta thắc mắc, các vị tỳ kheo biết được như vậy cũng thắc mắc. Thì khi cái cô này đó, từ lấy chồng khi 16 tuổi đó, cho đến năm 32 tuổi, do cái quả phước của cúng dường chư tăng rất là nhiều rồi, nó duyên nó đủ rồi. Duyên đủ thì có một ngày đó, tự nhiên cổ đi nghe pháp xong cổ thấy mệt mỏi đó. Cổ về thì cổ bệnh rồi bắt đầu chết sanh lên trên đó đó. Sanh lên trên đó thì cái vị thiên chủ ở đó đó, thiên tử hỏi là từ sáng tới giờ nàng đi đâu vậy? Mà bây giờ xuất hiện, sáng vậy đâu tìm không có ra đó. Thì cô này mới nói là do hết tuổi thọ đó, tái sanh xuống thế gian, rồi lấy chồng, đẻ con, mấy đứa con, rồi sống đến 32 năm, rồi bây giờ sanh lên trên đây. Thì cái vị thiên tử này mới nói thế gian thật là ngắn ngủi, mà con người ở dưới thế gian nó tại sao không có biết tích đức, không có biết làm thiện, mà họ vẫn đắm chìm vô những cái danh lợi, đắm chìm vô những cái nhục dục, đắm chìm vô đủ thứ những cái điều mà tạo bất thiện ở thế gian. Vị thiên tử nó nói thế gian là cõi người đó thật là ngắn ngủi, họ ghê sợ. Cho nên cái cô này đó mà cổ lặp đi lặp lại cái sự việc như vậy đó, bố thí rồi nguyện, cái này là tư niệm thực đó quý vị. Tức là cái nhân này nè, nó nuôi dưỡng, hiểu không? Nó nuôi dưỡng, nó là thức ăn cho cái mầm mống tái sanh tương lai là gì đó. Đó là thức ăn, nó cũng là thức ăn. Chứ không phải thức ăn mà chúng ta ăn thế này kia vật thực đó mới là thức ăn đâu. Thức ăn ở đây gọi là tư niệm thực là gì quý vị? Chúng ta làm một cái gì, chúng ta tích lũy lâu ngày đó, nó có sự tích lũy mà. Lâu ngày nó trở thành một cái mãnh lực nó đưa đi. Do cái phước báo. Nhưng mà nếu mà chúng ta đó làm cái việc này đó, nó cũng thuộc khổ, cũng sanh tử luân hồi. Cho nên quý vị ở đây đó, nếu chúng ta làm phước hay là bất cứ điều thiện gì, chúng ta hãy nguyện như nè. Nguyện phước báo này hãy làm duyên lành đó, trợ lực cho tôi đoạn diệt phiền não, chứng đắc đạo quả trong ngày vị lai. Chứng đắc đạo quả, thấy được niết bàn trong ngày vị lai. Đó. Thì từ đó đó nó có cái duyên nó đưa quý vị, đây là cũng là cái tư niệm thực, nhưng mà tư niệm thực thiện, nó đẩy quý vị từ từ gặp duyên, thấy chánh pháp, rồi tu tập dần dần quý vị chứng đắc đạo quả, đưa đến giải thoát. Đó là tư niệm thực. Cũng có tư niệm thực cho nên quý vị mà biết cách vận dụng đó thì nó rất là lợi trong cuộc sống. Còn trong cái đường giải thoát,
Còn mà chúng ta đó không có hiểu pháp đó, chúng ta làm chúng ta để mà nguyện được giàu sang, nguyện được là vật chất đầy đủ, danh lợi. Hoặc là một số người muốn nguyện được trở thành hoa hậu hoặc là vợ đẹp con ngoan, già cửa cho cái đó rồi cũng hết, rồi cũng mất. Thực sự khi mà chúng ta đó nguyện giải thoát đó, chúng ta vật chất chúng ta thế gian vẫn sanh khởi như thường. Là chúng ta làm phước đó, những cái phước báo thế gian chúng ta vẫn sanh khởi. Nhưng mà sanh khởi cho chúng ta đó do chúng ta nguyện giải thoát đó, và chúng ta khi mà chúng ta được có những cái mà vật chất thế gian là chúng ta không có dính mắc, do chúng ta nguyện giải thoát. Cho nên cái nhân chúng ta phải biết tạo cái nhân, cái vật thực này nè, đưa cho một cái nuôi dưỡng cho một cái kết quả tiếp theo. Điều đó quan trọng vô cùng. Trong trường hợp này cái cô này đó cũng chỉ nguyện giả dị chồng thôi, thật là tiếc. Nếu mà nguyện giải thoát đó, mai ra đó sanh lên đó rồi có thể đó, đi xuống gặp Phật, mai ra là còn đắc đạo được. Cho nên qua cái câu chuyện đó là Đức Phật ngày kể lại, do các tỳ kheo đó họ thấy cái cô này đó thường thường cúng dường cho Đức Tăng, rồi cổ sao cổ thọ, tuổi thọ cổ ngắn quá, cổ mất, cổ chết đi, cho nên mới hỏi Phật. Phật mới nói, Phật mới hiểu toàn bộ cái sự việc đó. Đức Phật kể lại cái sự việc đó, thì trong qua đó đó ngài mới nói cái cô đó như nè: người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm đó, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Cái pháp cứu mà câu 48 nó mới gì là pháp cứu. Trong cái pháp cứu đó, cái mà trong chú giải đó, cái nói cái câu chuyện rất là rõ. Trong pháp cứu 48, vậy nào đọc có bà chú những chú giải về pháp cứu ấy, giảng giải những cái câu chuyện đó, vì gì đấy là sẽ thấy cái rấy rõ trong bài đó. Tức là mình tạo cái tư niệm thực vì cái sự ái nhiễm đó, mà mình chưa đạt được thì đôi khi thần chết nó bắt mình rồi, nó chinh phục mình rồi, cái gì đó. Cho nên Đức Phật nói: người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, chưa thỏa mãn muốn dở về với chồng, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Ngoài ra nó còn có một cái là không có khuynh hướng thiên về. Chẳng hạn như là những gì mà chúng ta tạo ra đó bởi cái tâm sở gọi là chetana, tâm sở tác ý đó, tâm sở tư sẽ kháng khích với cái cảnh mà phù hợp với cái tâm quả đó, cái tâm quả mà nó làm tục sinh đó, đưa đi tái sanh. Thì cũng như tâm sở tư á, thì cái bất thiện nghiệp nó sẽ kháng khích với bốn khổ cảnh. Trong cái tâm sở tư này nè, nó có thể là tạo ra thiện hay bất thiện do cái tác ý của chúng ta đó. Như hồi nãy là cái cô đó, ví dụ trường hợp của cô đó tạo cái đó là thiện hay bất thiện. Nếu mà chúng ta nhìn chung á, chúng ta thấy thiện nha. Thiện, nhưng mà thiện này đó, thiện này ở trong cái ái, trong cái ái nhiễm, nó cũng là thiện đó. Tại sanh về cõi trời mà sao bất thiện được? Sanh về cõi trời. Nhưng mà cái thiện này đó nó cũng còn trong dục, trong cõi dục. Cho nên cái thiện mà chúng ta làm sao mà thoát ly ra thì cái thiện luôn đó, đây mới gọi là cái thiện mà nó vượt thoát lên, đây mới gọi là thiện tốt nè. Do cái tấp ý, như nãy xin nói đó quý vị, làm phước bất cứ điều gì chúng ta hãy nguyện, nên nguyện cho mình nó giải thoát là tốt nhất. Từ đó nó làm duyên, nó đưa đẩy chúng ta, đó là gọi là cái mà tư niệm thực. Nếu chúng ta không biết vận dụng đó, chúng ta rất là sau này chúng ta sẽ đi lầm đường đó, lạc lối, do chúng ta đam mê ở cái mà những cái địa vị ở thế gian này, hoặc là đam mê những cái vật chất tài sản thế gian này. Cho nên tư niệm thực nó có thể đưa ra thiện hay bất thiện tùy theo do cái chetana, tức là cái tác ý của chúng ta. Tác ý quan trọng nó làm cái khuynh hướng đó, thiên về đó hoặc là không thiên về đó. Còn cái thức thực đó quý vị, thức thực nó làm duyên cho các tâm sở sanh lên, và nó đồng sanh với sắc pháp. Với lại mỗi cái tâm sở đó đó, ví dụ như thức thực là một cái tâm nó sanh lên, thì nó có những cái tâm sở đồng duyên nó sanh lên đó. Và những cái từng cái tâm sở đó nó gọi là thức thực. Một cái tâm thức nó sanh lên luôn luôn có những cái tâm sở theo đó đồng sanh. Và từng cái tâm sở đó nó đồng sanh với đó, nó gọi là thức thực.
mà mỗi cái tâm á, mỗi cái tâm này nè, nó gọi là thức thực. Tại vì tâm nó luôn luôn có tâm sở, và mỗi cái tâm chúng ta có khoảnh khắc á, từng khoảnh khắc nó có những rất là nhiều cái tâm. Đôi khi một sát na nó có 1.000, một cái khoảnh khắc như là một giây đi, thì nó cả 1.000 sát na vậy đó. Mà trong sát na nó còn phân tích ra rất là nhiều chi tiết nữa, có khoảnh khắc nhỏ nữa. Cho nên á, một cái tâm nó sanh lên như nè thì có những cái tâm từng khoảnh khắc của sát na tâm đó, thì những cái này nó cũng đều là, nó gọi là thức thực đó. Mọi sắc na tâm nhỏ gì là thức thực. Đó là nói sơ về vấn đề mà đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Thì tiếp theo sẽ nói những cái nguy hiểm của cái thức ăn vật thực á, những cái nguy hiểm của nó. Cái nguy hiểm thứ nhất á, của đoàn thực đó là làm cho cái ái, liến ái về cái thân này, liên ái về cái sắc thân này. Đôi khi chúng ta ăn á, mà chúng ta không có những cái quán chiếu, không có những cái mà quán niệm đúng lúc, ngay những lúc ăn đó, nó làm cho cái ái nó sanh lên. Cái gì dính mắc vô cái vật thực đó, dính mắc vô vật thực đó làm cho ái khởi. Cho nên thường Đức Phật á, ngày dạy cho chúng ta là khi mà lúc ăn đó, chúng ta phải biết quán cái vật thực. Quán vật thực là nhờm gớm, quán vật thực đó là bất tịnh, nó là để chúng ta không có dính mắc. Ví dụ như vật thực mà chúng ta nhai vào vô miệng rồi, và chúng ta thử nhả ra cho người khác ăn, có ai ăn không? Rất là ghê tởm, không có ăn. Thì cho nên chúng ta phải biết quán như vậy đó. Rồi cái vật thực, đôi khi mà chúng ta mà để ở ngoài đó, một ngày hay ngày đi, nó trở nên đó, hôi thiêu đó, nó rất là tởm. Đức Phật Ngài khuyên là phải thường xuyên có quán, để khi mà chúng ta ăn đó, ái nó không có sanh. Mà một khi ái nó sanh đó, nó sẽ làm một cái nhân mới nữa cho cái tiếp theo nữa. Đối với cái vật thực á, thì có những người, người ta có thể tìm kiếm cái sinh nhai rất là dễ, mà có những người đó thì tìm kiếm cái sinh nhai rất là khó. Tại do cái phước của mọi người nữa. Có người ha, nhiều khi làm việc cả ngày kiếm cái ăn rất là cực khổ. Còn có những người đôi khi họ cái phước họ lớn đó, đôi khi họ có những cái vật thực rất là sung túc. Đó là tùy theo cái phước nữa. Cái vật thực đó, nó nuôi dưỡng cho cái sắc thân này. Đôi khi cái nuôi dưỡng sắc thân nó làm cho đẹp đó, rồi chúng ta đó dính mắc vô cái đẹp đó, cái ái nó sanh nhiễm, nó nhiễm từ đó. Cho nên ngày nay là đa số người ta đó chạy theo cái kiểu đó rất là nhiều. Là người ta đó tìm những cái thức ăn nào nó làm đẹp da, nào tăng, nó làm cho trẻ quá. Ngày nay là rất nhiều người ta dính vô cái này mà người ta không có biết. Với lại những cái nhà quảng cáo cũng vậy nữa, họ lợi dụng cái này, cái thị hiếu đó. Rồi họ làm cái thức ăn nào ra, họ cũng nói là cái này có halogen gì đó, có chất làm đẹp da gì đó, đó collagen gì đó. Đó rồi thực sự đó cũng như nhau thôi, mấy vị không biết, mấy vị bỏ biết bao nhiêu tiền của ra mua về. Nhưng mà thực sự á, cái sự đẹp đó nó không, nó cũng có nhờ vật thực, nhưng mà có những lúc nó không phải nhờ riêng vật thực đâu, nó còn những cái yếu tố khác. Tại vì con người chúng ta đó đòi hỏi phải có 4 cái thực lặn, luôn luôn có 4 cái. Nếu mà chúng ta mà đoàn thực mà nhiều quá đi, mà chúng ta không có xúc thực hay là tư niệm thực, mà thức thực chúng ta không có đi, thì chúng ta vẫn được sắc xấu chứ thường à. Nó thật luôn đó. Dù mấy vị có đi tìm mà thuốc nào collagen cho nhiều nha, mà mấy vị á, xúc thực và tư niệm thực mà thức thực mấy vị yếu, mấy vị cũng không có được đẹp đâu. Đó là thực tế, sư giảng được nói thực tế cho mấy vị. Mà để có đẹp, thường chúng ta đã có đầy đủ 4 cái thực. Mà đa số chúng ta ha, một người mà sức khỏe mà yếu á, thường là tâm thức của họ rất là yếu. Thì thức thực nó yếu. Thức thực nó yếu, nó không đủ nuôi dưỡng cái sắc thân. Tại vì con người chúng ta là chúng sanh mà có ngũ uẩn, năm uẩn mà. Cho nên năm uẩn thì thường có 4 cái thực này luôn đó. Có xúc thực, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Mà tư niệm thực này đó, nếu mà chúng ta làm thế nào để có được tư niệm thực tốt? Bằng cách chúng ta như thế nào? Chúng ta tu tập chánh niệm, chúng ta làm những cái thiện phước, những cái pháp thiện. Ví dụ chúng ta hành thiền, một số hành thiền, ví dụ không biết hành thiền, ví dụ có thể tập yoga,
Nhưng mà hành thiện này nè, nó làm cho cái tâm thiện, cái nghiệp thiện nó sanh khởi. Và cái thiện này nè là cái tư niệm thực rất là tốt. Tư niệm thực nó tốt á thì nó làm thức thực cũng tốt luôn. Ví dụ như tư niệm thực này mà với cái tâm thiện, tư niệm thực với sự tác ý thiện đó, hành thiện lâu ngày đó, thì nó đến thức thực thiện, tâm thiện, hiểu không? Mà chúng ta có tâm thiện á, nó giúp, nó hỗ tương cho cái đoàn thực. Nó làm cho cái đoàn thực mà tiêu quá dễ nữa. Nó làm cho cái thân chúng ta khỏe, nó nuôi dưỡng cái thân, nuôi dưỡng cái, tức là cái thức thực, nó quay ngược lại nuôi dưỡng cái thất thân này. Và sắc thân này nó khỏe thì nó sẽ làm cho cái đoàn thực nó dễ hấp thu. Vậy đó, đoàn thực dễ hấp thu. Rồi từ đó những cái xúc thực chúng ta đó cũng nhạy bén. Tức là những cái mà giác quan của chúng ta đó, nó gọi là nó lanh lợi, nó tiếp xúc với lục căn, lục căn tiếp lục trần đó, nó nhanh nhẹ nhạy bén, nó linh hoạt. Do đâu? Do nhờ tu tập, do nhờ hành thiện, do nhờ bố thí, do nhờ trì giới, do nhờ chúng ta tích lũy cái tư niệm thực quan trọng vô cùng quý vị. Nếu chúng ta biết á, chúng ta khéo léo cái tư niệm thực mà hướng đi hướng tốt đó, hướng mà gọi là đưa đến cái tâm mà thuần thiện, cái tâm mà không tham, không sân, không si á, để chúng ta tu tập khéo léo tu tập đó, thì nó làm cho cái thức thực, cái tâm của mình đó nó thanh tịnh, là cái thức thực đó. Mà cái tâm thanh tịnh thì cái thức thực nó lại tốt, nó vậy đó. Mà do cái tư niệm thực mà không có tốt thì cái thức thực nó không tốt, chắc chắn luôn. Tức là những cái hành động chúng ta vun đắp, cái sự tu tập chúng ta tốt đi thì làm cho cái tâm của chúng ta thanh tịnh, hiểu không? Chúng ta thanh tịnh thì thức thực nó thanh tịnh, thức thực nó tốt, cái tâm nó tốt. Tâm tốt thì nuôi dưỡng sắc thân này lại, nó hỗ tương liên liên hoàn này nè. Thì một người mà đẹp có bốn được cái đó nó hoàn hảo, chứ không phải chúng ta chỉ một đoàn thực chấp vô cái đó mà bỏ lơ những cái khác. Tức là chúng ta không có lo tu tập, không có lo những cái tạo phước, không có lo làm thiện, suốt ngày đi tìm cái collagen mà dùng không có đẹp đâu, chắc chắn luôn. Tại vì chúng sanh ngũ uẩn cần phải có bốn loại thực, hoặc là đi tìm những cái loại gì có vitamin nhiều, suốt ngày đi tìm mấy đó mất thời gian, rồi không có lo tu tập cũng không có được sắc đẹp đâu. Thực sự con người có dung sắc đẹp là người ta do nhờ hành thiện nhiều, tâm thiện, họ trong tâm họ đó có những quân tập thói quen thiện nhiều, rồi làm cho tâm thiện nhiều thì tâm nó không có bớt phiền não thì tâm nó thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì cái thức thực này nè nó mạnh mẽ, nó sung mãn. Thức thực này nó nuôi dưỡng, nó hỗ tương, bốn cái thực này nó tương hỗ với nhau. Nó vậy đó. Cho nên cái đoàn thực một mình nó không á, thì nó cũng không có được tốt nữa. Cái đoàn thực ăn mà ăn nhiều vô giết bội thực chết luôn. Tại vì cái nguy hiểm của đoàn thực nó rất là nguy hiểm. Từ từ sư sẽ giảng cho sự nguy hiểm của đoàn thực. Ví dụ như chúng ta vì cái miếng ăn mà chúng ta đôi khi có những người đó tranh giành với nhau, đôi khi đánh nhau, giết nhau cũng có nữa. Thật luôn đó, cuộc sống có. Họ vì cái miếng ăn họ tranh chấp. Ví dụ như họ làm cái công việc gì đó để kiếm tiền, cũng vì cái miếng ăn chứ gì, hiểu không? Đó, vì cái đồng tiền để mà rồi đó, từ đó họ tranh chấp với nhau. Đây là nguy hiểm của đoàn thực, nó vậy đó. Rồi có những trường hợp mà con người ta chẳng hạn như là con người ta đói đi, họ sẵn sàng làm những điều bất thiện. Đó là sự nguy hiểm của đoàn thực là vậy đó. Ví dụ như thời xưa đó có một cái hai vợ chồng đó, họ đi qua một cái sa mạc với một đứa con trai nữa. Và một sa mạc lớn quá đi. Thì họ đi dần dần á, nước này không còn, thức ăn không còn. Mà chưa có hết cái sa mạc nữa. Mọi người ai cũng đuối hết trơn, hai chồng với một đứa con đã rồi hết trơn. Thì hai chồng á, chồng bàn với vợ, giờ không có thức ăn làm sao bây giờ? Thì người vợ nói thôi bây giờ á, ăn thịt của em đi để nuôi dưỡng con, nuôi dưỡng chồng. Chồng nói không được. Rồi cuối cùng thì ông chồng nói thôi bây giờ ăn thịt của ổng đi để nuôi dưỡng vợ, nuôi dưỡng con. Cô không được. Hai chồng vợ cũng không chịu luôn. Nó vậy đó. Lúc này thấy cái đòn thực nó như thế nào, cần thiết lắm. Cần thiết vô cùng lúc đó. Thì cuối cùng thì ông chồng ông mới nghĩ là bây giờ ông chồng mới là giữa cái sa mạc này nè, hai vợ chồng cũng có một khoảng cách rất là xa. Thì lúc đó người chồng biểu đứa con qua mẹ để nói cái này nói này, rồi người mẹ cũng biểu con qua
ba nói cái này kia. Người con đi tới lui mệt mỏi quá, đuối, chết luôn. Chết lúc đó thì hai vợ chồng mới ăn thịt đứa con trai. Nó vậy đó. Thấy sự nguy hiểm của đoạn thực không? Đây là sự nguy hiểm của đoạn thực cái gì? Thì ăn đứa con trai nó mới có sức khỏe, mới đi qua một cái sa mạc, nó tiếp tục hành trình. Cho nên cái đoạn thực đó là khi vì cái miếng ăn mà con người ta có thể bất chấp làm đủ thứ hết đó. Có những bậc cha mẹ đó nhiều khi sẵn sàng làm bất thiện để đo, có tiền lo cho con cái, để kiếm miếng ăn, kiếm cái thức ăn. Có trường hợp đó rất nhiều, tôi thấy rồi. Sẵn sàng làm điều bất thiện. Họ nói là con hy sinh để cho con nó được tốt vậy đó. Sẵn sàng làm những điều xấu. Đó là sự nguy hiểm của đoàn thực đó cái gì. Có rất là nhiều trường hợp mà chúng ta không thấy đâu. Tại vì thực sự xã hội này có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm. Lâm của hoàn cảnh đó mình mới thấy rõ. Ở thời Đức Phật đó, có một cái vị tên là Chu Lá Binda Batika Thích Xá đó. Cái vị này đó là khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp đó, thì cái vị này mới hoan hỷ quá đi, cũng muốn là xuất gia. Thì cái vị này đó, sau khi xuất gia đó, tại vì trong khi đó bà mẹ có một người con trai duy nhất thôi, mà vị này đó đi xuất gia thì bà mẹ rất là buồn, rất là đau khổ. Thì còn người con trai đã xuất gia rồi thì bà mẹ này đó hằng ngày bà đau khổ, bà mới la hét, bà mới buồn quá đi. Rồi có một cái bà ra phía trước đường ở ngoài á, bà cứ rầu rĩ đủ thứ hết đó, do thương nhớ con trai. Thì có một cái cô gọi là một cô kỹ nữ, cô đi ngang, cô hỏi sao bà buồn rầu cái điều gì. Thì bà nói đó là bà có một đứa con trai mà đã xuất gia rồi, bây giờ bà muốn con người con trai đó trở về với bà, không có muốn con trai đi xuất gia nữa. Thì cô kỹ nữ này đó cũng nói là, tại vì lúc cổ nói là cổ có thể đem người con trai đó về. Rồi thì thỏa thuận với bà này nè, bà này cho cái gì đó đó thì cổ sẽ đem về được. Thì cái bà mẹ này đó, bà cho một đống vàng này nè, đưa cho cô kỹ nữ đó. Rồi cổ cầm đi, cổ nói cổ sẽ đem người con trai đó về. Thì bắt đầu á, cổ mới thuê một cái, cổ mới để ý cái vị tỳ kheo đó đó. Thường thường ngày là đi khất thực ở đâu đó, khất thực cái con đường đó, thì cô lợi cái căn nhà đó, cô thuê, cô mướn trong thời gian ngắn đó. Cô mướn thuê một cái căn nhà cao 7 tầng đó. Thì ban đầu thì cổ cúng dường, cũng đặt bát cúng dường cho vị tỳ kheo đó. Mà cổ đặt bát là nước ăn rất là ngon nha. Đó, cái đoàn thực mà khuyến dụ cái tâm con người. Thì vị tỳ kheo này đó, thấy thức ăn ngon đó, thức ăn mà cô này dân ngon quá đi, thì ngày nào cô ông cũng đến chân đó. Ông đến thì trong quá trình đó, ngày đầu thì ông đến thì bình thường thôi, bắt đầu ngày thứ hai đó, mưu kế của cái cô cái nữ này nè, cổ dụ cho nguyên một đám trẻ đến đây chơi đó, đến trước cửa cổng cái chỗ nhà của cổ chơi đùa. Thì trong khi mà cổ dân thức ăn cho vị tỳ kheo này, mấy đứa trẻ nó giỡn với nhau nè, thì nó ồn quá, nó làm bất tiện cho cái vị đó. Bắt đầu cổ nói thôi, mấy đứa trẻ này nó làm gọi là ảnh hưởng đến cái sự thức ăn ăn uống của vị này nó, thôi bây giờ mời vô trong nhà gì đó, dụ từ từ. Thì có thì ông vị tỳ kheo này cũng vậy, đâu có nghĩ gì đâu, bắt đầu vô trong nhà nhận bát. Ban đầu thì ngoài đường mấy đứa trẻ chơi mà nó đụng xúc ảnh hưởng với nhau, đổ thức ăn này kia đó. Cho nên cô này nó thôi ngày sau đó thỉnh ngày vô trong nhà nhận thức ăn cho nó tiện đó. Ngày sau bắt đầu vị này đi đến cũng vô trong nhà nhận thức ăn thì cô này mấy đứa trẻ nè cứ vô trong nhà giỡn nữa đó. Giỡn nữa thì cô này mới thấy là mới nói với vị kheo nè, do mấy đứa trẻ này đó nó giỡn là bất tiện quá, thôi bây giờ lên trên lầu lên trên lầu để nhận thức ăn để cho nó tiện đó. Thì lần sau lên được tầng thứ nhất rồi, cũng vậy, mấy đứa trẻ này cũng lên chơi đùa luôn. Nói trời, có ông sư đó vui này, nó vô nó giỡn rồi đó. Cái nó thôi mình lên lầu 2 cho nó tiện. Ngày sau từ từ lên tới lầu 7. Lên lầu 7 thì cổ đóng cửa lại. Cổ làm cho ông này xả y luôn. Đó là sự nguy hiểm của đoàn thực quý vị. Cũng vì cái gì? Vì miếng ăn. Đó.
vì chúng ta cái ăn mà chúng ta vì cái thức ăn mà nó ngon quá đi mà ông tỳ kheo này đó ông quên đi cái mà những cái nguy hiểm xung quanh đó, mà nó làm tới chừng là bị cô này tấn công rồi, cho nên thôi phải xả y thôi. Đó là sự nguy hiểm của cái vật thực đó vậy đó. Nhưng mà cũng có một cái câu chuyện, câu chuyện thì khác hoàn toàn với câu chuyện đó. Thì có cùng một cái vị tỳ kheo tên là Sunda Rasamuda đó. Thì cái vị tỳ kheo nè cũng đi khất thực vậy đó. Thì cũng có một cái cô tỳ kỹ nữ, cô cũng mời đến nhà. Tại vì cái vị tỳ kheo này rất là đẹp đi, rất là đẹp trai. Thì cũng thích cái vị tỳ kheo này quá đi. Thì cô cũng cúng cho vị tỳ kheo này những món vật thực mà thượng hạng không à. Đó, thì vị tỳ kheo này cũng thích những vật thực đó. Thì cô này cũng mời đến nhà. Nhưng mà cái vị tỳ kheo này đó duyên chín mùi rồi quý vị. Cho nên Đức Phật ngài thấy duyên lành của vị tỳ kheo này đó. Lúc đó đó thì cô này chuẩn bị có hành động xấu với vị này. Thì ngay lúc đó Đức Phật ngài dùng thần thông đó, ngài hiện cái hình dáng của Đức Phật trước mặt tỳ kheo, vị tỳ kheo. Thì vị tỳ kheo nó thấy Đức Phật cho nên tâm nó bừng tỉnh trở lại, nó không bị u mê nữa. Đó, thì lúc đó Đức Phật ngài mới nói là mới chỉ cho vị tỳ kheo đó là mình phải quán sự nguy hiểm của vật thực. Do vật thực đó đó mà vì cái vật thực mà mình tham ái á, mình đến đây mà bị người ta dẫn dụ gì đó. Thì vì ngay lúc đó vị tỳ kheo đó bừng tỉnh lại, quán làm do mình dính mắc vật thực mà mình đi vô cái chỗ không nên đi. Cho nên thực sự, cho nên từ đó Đức Phật á, ngài mới chế ra giới là nhận vật thực á, khi mình đi bát vật thực á, mình nên á, đứng ở cửa ngoài thôi, không nên đi vào trong. Đi vào trong sẽ có chuyện này chuyện kia xảy ra. Nếu mà đi vào trong á, tùy theo cái hoàn cảnh. Nếu mà hoàn cảnh đó có thể vào trong được thì có đi. Nhưng mà trường hợp mà chỉ có một cô với một người nam một người nữ mà đi vào trong không nên đi. Do anh chàng này đó không có để ý cái đó, vì cái vật thực, vì cái thích ăn, cái tham ái đó, thích thú trong con thức ăn đó. Do con này cúng đó, cho nên quên đi những cái điều khác. Thì ngay lúc đó Đức Phật ngài phóng hào quang đó, xuất hiện cái thân hình của Đức Phật là nói cho vị này là, nhưng mà cô đi nữ không thấy đâu, vị tỳ kheo thấy thôi. Thì Đức Phật ngài nói đó là quán chiếu cái ái trên cái thức ăn đó, vị tỳ kheo này đang thích thú dính mắt lên mà đi vô cái chỗ nguy hiểm. Thì ngay lúc đó vị tỳ kheo bừng tỉnh thì tại vì thấy Phật mà tự nhiên nó tỉnh dở lại liền. Thì lúc đó ông quán theo lời Phật dạy đó, quán trong cái tâm đó. Tại vì cái năng lực của các vị tỳ kheo đã tu tập hàng ngày nè, có lực có đầy đủ định rồi. Cho nên ngay lúc đó đó Đức Phật nhắc nhở cái, thì ông quán thẳng trên cái tâm ái đắc quả A La Hán, tức là đoạn diệt cái ái luôn. Mãnh lực của ông là tự nhiên ngay lúc đó gặp Phật, tâm nó bừng trở lại, thanh tịnh trở lại liền, tức là bừng sáng trở lại đó, không u mê nữa, vượt ra cái mê đó rồi. Cho nên ông có một cái xúc định, ông nhìn, ông quán lên cái luồng tâm mà tâm ái đó, nó đoạn diệt, nó hoại diệt. Ngay lúc đó ông đắc quả A La Hán. Nhưng mà lúc đó Đức Phật ngài phóng cái hào quang thôi, chứ phải Đức Phật hiện đó. Đức Phật ngài ngay ở chùa đó mà ngài phóng cái hào quang đến cái vị này, mà ngài dùng cái năng lực của Phật ngài nói, ngài thuyết như vậy đó. Thì ngay lúc đó vị tỳ kheo đắc A La Hán rồi, chứng đắc thần thông luôn ngay chỗ đó luôn. Thì vị tỳ kheo này mới biết ra đó, cho nên ngài vị tỳ kheo này dùng bay về đảnh lễ Đức Phật sám hối. Nói vậy đó. Nhưng đây là cái trường hợp mà gọi là nó cũng trong cái nguy hiểm đó, nhưng mà vị tỳ kheo này thoát ly ra. Nhưng mà do nhờ đâu? Do nhờ Phật lực. Nếu không có Phật lực cũng bó tay. Do nhờ đó, năng lực của Phật giải cứu. Thời xưa đúng vậy đó, Đức Phật đó, ngài thường dùng cái Phật nhãn đó, ngài quan sát những vị tỳ kheo ni nè, chăm sóc như con, như con nít gì đó. Nó nhìn nó đi đâu, nó làm sao. Đức Phật ngài vậy đó. Cho nên sanh cái thời Phật rất là lợi lạc chỗ đó. Ví dụ chúng ta đó mà xuất gia trong hàng ngũ tỳ kheo, mà chúng ta có làm cái điều gì mà sơ xuất đó, Đức Phật xuất hiện liền, Đức Phật nói liền à. Giống như là những người cha mẹ chăm những đứa con vậy đó. Còn giờ chúng ta xa Phật rồi không có được chăm sóc. Bị cái gì là dính luôn. Cũng trong cái nguy hiểm này nè, có một cái
một cái câu chuyện. Câu chuyện là cái cô nè, cô nàng mà Á Phí Ru Bá Nanh Đá, tiếng Bali gọi là gì đó, cái cô nàng này là em của Ngài Ananda. Em Ngài Ananda tức là con, cô này con của Gotami á, bà Gotami kiều tịnh với mẫu đó, con Gotami. Thì cô này rất là đẹp nha, dòng dõi Thích Ca cũng đẹp cực kỳ luôn đó. Nhưng mà cô không thích gặp Phật, tại vì mỗi lần gặp Phật á, Ngài nói toàn là vô thường khổ vô ngã, Ngài nói là bất tịnh không mà. Người ta đẹp muốn chết luôn, mà lời Phật toàn là nói là thân này là hôi, thân này là bất tịnh, là ô uế, là không có thanh tịnh. Rồi cho nên cô không muốn gặp Phật, cô không muốn gặp luôn á. Thì có một ngày nè, đó đó vô tình thì cổ cũng có một cái duyên, có một cái duyên là người ta nói là có một ngày đó đó Đức Phật cũng đến gần cái nơi đó, Ngài thuyết pháp. Thì Ngài đó, Ngài dùng thần thông á, dùng thần thông để mà hóa hiện ra có một cái người con gái xinh đẹp cực kỳ luôn, đẹp hơn cái cô nàng này luôn, đẹp hơn cái cô nàng mà em của Ngài Ananda đó, đẹp hơn nhiều. Thì cái cô nàng đó đó hầu Phật, đang hầu Phật, đứng cái bên Phật quạt cho Phật á. Thì người ta đồn cái cô này đó đến một cô gái đẹp quá đi đến hầu Phật. Thì nghe tới tai cô này, cô mới đưa, cô nghe có người đẹp hơn mình mà, đi đến thử coi làm sao. Đó, thì cô đi đến, cô thấy sao một có một người nào mà đẹp dữ vậy nè, đẹp hơn mình thật. Đúng là tin đồn người ta nói thật. Thì cô thấy, cô nói, cô mới đầu cô nhìn, cô tập trung cái cô đó hoài, cô nhìn, cô nói thấy sắc đẹp mà cô đam mê luôn đó. Thì lúc Phật ngày lúc đó ngài biết rồi, ngài biết cái cô nàng này nè, em của em ngài đó, là biết có đủ tới duyên rồi nha, đủ duyên rồi. Bắt đầu Đức Phật dùng thần thông cho cái cô gái cái bên đó, do thần thông quá ra mà từ từ sắc nó hoại, từ từ đang ở tuổi thanh xuân, bắt đầu già nua rồi, bắt đầu tóc bạc rồi tóc rụng, rồi bắt đầu nhăn nheo, tay chân run rẩy, rồi từ từ nó suy sụp chết, suy sụp té xuống, ngã xuống chết. Thì ngay lúc đó đó, cái cô này em của Ngài Ananda, cô tỉnh lại liền. Cô đang thấy cái sắc mà đẹp, tự nhiên bây giờ từ từ mà cô, tại vì cô đi theo cái khuynh hướng đó rồi, cô đắm chìm qua đó rồi, mà tự nhiên nó bắt thình lình nó trở nên đó, vô thường, nhanh quá đi. Thì ngay lúc đó cái tâm của cô tỉnh liền, tỉnh ngộ liền. Tâm của cô tỉnh ngộ cho nên cô bừng tỉnh, cô nhận ra là Đức Phật hồi nào giờ nói thật, đúng là thân này đó là bất tịnh, là hôi ô uế, là nguy hiểm. Thì ngay lúc đó đó tâm của cổ tịnh tính đó, thuần thiện cho nên tâm của cổ trong sạch. Cho nên lúc đó đó Đức Phật ngài thuyết pháp đó, thì cô đó cô đắc đạo quả ngay lúc đó. Nó vậy đó. Cho nên hồi xưa Đức Phật đó, ngài dùng rất là nhiều thiện xảo lắm để mà giáo hóa cho người ta. Thì cái cô đó đó xong cũng, tức là ngay lúc đó đó tâm của cô trong sạch thì nè, Đức Phật ngài thuyết pháp, ngài dẫn dắt đi từ từ, thuyết vô từ từ sanh lão, ngài thuyết vô dịch thôi, vô thường dần dần tâm cô thanh tịnh, rồi bắt đầu ngài nói tới tứ đế của đắc quả A-la-hán ngay lúc đó. Cho nên là khi mà ngay cái lúc đó Đức Phật ngài mới nói đó, một cái bài, một cái trong cái kinh Pháp Cú đó, ngài nói là cái thành trì này đó dựng lên bằng xương, tức là cái thân này nè, ngài nói thành trì này á làm bằng xương, đắp thịt, đắp tô bằng da thịt á, đắp tô bằng da thịt, trong đó nó tích lũy những cái bệnh tật, rồi già chết, ngã mạng đủ thứ chứ á. Thì ngay lúc đó đó cô này cũng quán theo, tâm cũng quán theo, cô thấy được cái sự mà mạng kêu mạng từ đây, rồi cô thấy được cái sự mà nguy hiểm của sanh lão bệnh tử. Cho nên tâm của cổ đó trở nên thuần tịnh ngay lúc đó. Tại thường thường mà chúng ta quán đúng pháp đó, tư duy đúng được pháp đó, cái tâm của vị trở nên thuần tịnh là liền. Cho nên cái động lực mà cái tâm thuần tịnh nó dễ dàng thâm nhập vào những cái chân đế lắm. Lúc đó thì cô này cũng thâm nhập vào tứ đế của đắc quả A-la-hán. Cho nên thường thường Đức Phật á, ngài dạy cho chúng ta đó, khi mà dùng thọ dụng thức ăn á, chúng ta phải quán đó, để cho cái lòng tham của chúng ta đừng có dính mắc. Ví dụ như chúng ta quán là vật thực này á, dùng để nuôi mạng, chứ không phải là để làm cho tăng trưởng sắc đẹp, chứ không phải ăn vào để vui chơi hay là để thỏa thích những cái
cái cục vui nào đó mà chúng ta đó ăn vào để duy trì cái thọ mạng, duy trì cái sức khỏe, để mà quán cho nó, để mà có cái sức khỏe tốt, chứ không phải là để nuôi những cái ái dục, để không phải làm tăng trưởng ái, để không phải tăng trưởng tham. Tại vì cái vật thực này nè, nó lúc nó luôn luôn làm cho mình tăng trưởng ái, mình thích thú, mình dính mắc vô nó đó, thì mà ái nó tăng. Với lại cái vật thực này nó khi mà chúng ta ăn vào á, nó cũng vậy luôn, nó làm cho ái từ bên trong nó xuất hiện. Cho nên khi mà ăn nhiều, thường thường là ái nó nặng nề lắm. Vật thực, Đức Phật ngày dạy đó, chúng ta phải biết tiết chế trong vật thực, ăn vừa đủ để cho có sức khỏe, vừa đủ tiêu hóa, và cái ái nó không bị nặng nề quá. Có những người họ ăn vào rồi thân thể nó trì trệ đó, ái nhiễm rất là nặng nề, và từ đó chúng ta tu khó mà đắc đạo lắm, rất là khó. Nhưng lại chúng ta tu Vipassana cũng khó mà tiến được, không khó mà tiến bộ lắm. Tại vì cái tâm mà ái nhiễm nhiều quá đó, nó dị quán không có thấu, nó bị trở ngại dữ lắm. Tham sân si mà chúng ta nhiều, chúng ta không có làm thanh tịnh nổi. Tu tập tứ niệm xứ mà bây giờ trong lòng mà ái nhiễm rất là nhiều, không có thanh tịnh xuống được. Vì khi ngồi xuống mà tâm nó bị trở ngại, những cái bức bách bên trong đó, thì cái trạng thái tâm chúng ta khó mà lắng động. Khó lắng động thì chúng ta khó mà đạt đến cái sự thanh tịnh của tâm, khó mà kinh nghiệm được cái sự hỷ, sự lạc, pháp hỷ, pháp lạc, pháp định. Mà khó mà không có được đạt, không có đạt cái pháp hỷ, pháp lạc, định là chúng ta không có thâm nhập được danh và sắc, tức là không có thấy rõ sự sanh diệt của danh và sắc. Cho nên khi một khi mà chúng ta tâm có thanh tịnh thì hành giả sẽ thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc. Thường như hành giả nằm có định tốt á, mấy hành giả đó sẽ dọc lên tới tầng tuệ thứ tư, tầng tuệ mà phân biệt danh sắc á. Từ đó đó mình mới tiến bộ lên nữa. Tại vì khi mà có những cái chúng ta chế ngự những cái phiền não đó, bắt đầu chúng ta mới có định sanh. Mà định sanh rồi đó, chúng ta mới thâm nhập được tuệ sanh diệt. Mà thâm nhập tuệ sanh diệt rồi, từ đó chúng ta mới tiến lên từng bước nữa. Nó trải qua một cái quá trình rất là khó vô cùng luôn đó. Cho nên đó, mà để mà đạt đến cái tâm thanh tịnh thì chúng ta phải biết chế ngự ái, chế ngự tham ái, chế ngự sân, chế ngự về ngã mạn, chế ngự tà kiến. Tà kiến về chấp với cái thân này của tôi, của ta nè, phải biết làm sao chế ngự, đừng để sanh khởi. Thì bây giờ mới đạt được đến những cái trạng thái định. Mà có định rồi bây giờ mới xâm nhập vào thấy danh sắc bên trong nè, nó sanh diệt rất là rõ. Ở trong chú giải đó thì cũng có nói là có chín cái loại thức ăn, chín cái loại thịt ghê gớm, nhờm gớm. Cái loại thịt thứ nhất là thịt của bản thân mình, nhờm gớm không? Thịt bản thân mình nhờm gớm. Cái loại thịt thứ hai đó, thịt quyến thuộc vậy đó, thịt của quyến thuộc cũng nhờm gớm. Ở trong chú giải phân tích đó vậy đó. Cái thịt thứ ba là thịt của con mình cũng nhờm gớm. Cái thịt thứ tư là thịt của người yêu quý mình cũng nhờ cái là nhờm gớm đấy đó. Cái loại thịt thứ năm là thịt của trẻ nhỏ, trẻ con á. Loại thịt thứ sáu là thịt sống. Loại thịt thứ bảy là loại thịt không phải để ăn, không phải để ăn. Có những loại thịt không phải để ăn. Loại thịt thứ tám là có loại thịt mà phải ăn nhưng mà mình không muốn ăn đó, loại đó nó cũng nhờm gớm nha. Ví dụ vật thực đó là cái thuộc loại để ăn nhưng mà mình không muốn ăn đó, nó cũng ghê gớm trong đó. Loại thịt thứ chín là cái loại thịt mà không được nướng chín, tức là không có được, chưa được nấu, chưa được nướng chín. Nó đây là những cái loại thịt mà ghê gớm, được trong chú giải người ta nói vậy đó. Thì mình phải quán tưởng những cái loại thịt này nè, mình phải quán là cái sự nhờm gớm, cái sự kinh tởm của nó, cái sự mà bất tịnh, cái sự mà nó hôi tanh thế này kia đó. Thì cái sự quán này cũng là gọi là quán về vật thực á, quán vật thực. Khi mà chúng ta quán vật thực nó có nhiều loại lạc lắm. Tại vì chúng ta bất cứ chúng ta ăn một cái thức ăn nào, chúng ta luôn về cái tính chất mà nhờm gớm của nó, thì cái tham ái chúng ta nó không có sanh khởi, chứ ta chế ngự được tham ái. Do chúng ta thường thường ăn chúng ta quên đi, mà chúng ta lo ăn không mà không có nhìn lại cái tâm của chúng ta đối với cái thức ăn đó như thế nào. Nếu mà hành giả nào mà đang ăn mà chúng ta chịu khó để ý cái tâm của mình đó, đối với cái thức ăn như thế nào mới quan trọng. Cái tâm mình là sao, có thích hay không,
đó, thích hay không. Mà cái thích đó là cái ái, tham ái. Cái đó vì thế dữ lắm. Mà nếu mà hành giả nào mà chịu theo dõi để ý đó, dần dần hành giả sẽ có tuệ tri biết cái điều đó. Cái tuệ vì vậy tăng trưởng, hiểu biết trong đó. Làm cái tuệ này nó sẽ chế ngự, thấy cái thấy gì? Thấy cái ái sanh lên, thấy cái ái nhiễm sanh lên ngay lúc đó. Mà hành giả nào thấy được cái gì đó, hành giả từ từ sẽ chế ngự được đó. Mà chế ngự được cái thằng dần dần hành giả đó thanh tịnh, rất là dễ thanh tịnh. Cho nên nhiều vấn đề lắm mà chúng ta hàng ngày bị tham ái sanh đủ thứ chứ mà chúng ta không có để ý. Mà chúng ta do không để ý mà chúng ta bị cuốn theo, tâm chúng ta cuốn theo ô nhiễm mãi 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 luôn. Cho nên đối với thức ăn, hành giả nên nhớ đó, hàng ngày chúng ta luôn luôn phải quán nó, xem xét nó, cảnh. Bởi vì mình đang ăn đó, mình ăn từ từ đi, mình cảm nhận coi cái sự thích thú của mình như thế nào, có thích hay không thích. Hoặc là không thích thì đôi khi sân cái gì đó. Nó thích thì đôi khi nó ăn quá nhiều vô mà quên đi cái bản thân chúng ta đang ăn thế nào. Nó đây là những cái sự mà nếu chúng ta không có quán đó, nó đưa đến cái sự nguy hiểm của nó. Đôi khi ăn nhiều quá đưa đến bội thực nữa, nó cũng là sự nguy hiểm của nó. Cho nên khi mà chúng ta không ăn một cái đoàn thực đó, thì mà chúng ta không có quán đó, thì nó thường thường nó sẽ có tham nè, có hỷ, có ái trong đó. Tham là gì? Tham thích trong cái ăn đó. Cái hỷ là cái sự thích thú trong cái ăn đó. Và thích thú vậy đó thì ái nhiễm. Ái nhiễm là sao? Ái là sự dính mắc trong thức ăn đó. Ái ở đây là dính chặt trong thức ăn đó. Tức là ăn xong rồi nhớ cái thức ăn đó nữa. Nó ái, nó dính rồi. Cho nên khi mà bất cứ một cái đoàn thực nào mà chúng ta ăn mà chúng ta không có quán chiếu tốt thì nó có tham nè, có hỷ, và có ái. Đó, ba cái này nó sanh lên. Thì Đức Phật ngài nói đó, này các tỳ kheo, nếu mà đoàn thực nào mà có tham, có hỷ, có ái đó, thì chỗ đó có thức trú. Thức trú tức là khi mà mình ái nhiễm trong đó đó thì cái tâm thức đó, nó hình thành lên thức trú, thức thực nó sanh nữa. Thức trú, cái thức này đó, nó cũng nhiễm cho luôn, nó cũng làm ô nhiễm cho luôn. Cho nên khi mà mình ăn mà mình không có quán chiếu tốt thì tham, hỷ và ái nó sanh. Ái sanh thì nó nơi nào có ái, có ba cái này thì thức này sẽ có, nó xuất hiện ở đó. Tức là có thức trú, và thức trú này nó làm ô nhiễm tiếp tục, nó tiếp tục chuyển tiếp tục. Cho nên khi mà mình ăn mà không có thì nó cái thức trú này nó trong sạch, nó không có bị ô nhiễm vậy đó. Mà Đức Phật nói nếu mà chỗ nào có thức trú á, tăng trưởng đó, thì chỗ ấy sẽ có danh sắc vậy đó. Cho nên khi mà mình vô tình mình ăn á, mà có tham sân si đó, nó nuôi dưỡng cái danh sắc này, danh sắc này cũng nhiễm tham sân si luôn. Đức Phật ngài nói đó, chỗ nào có thức trú được tăng trưởng thì chỗ đó có, chỗ ấy có danh sắc, thân và tâm. Danh là gì? Là tâm. Sắc là thân, sắc pháp của thân. Chỗ ấy có danh sắc. Mà thường mình ăn cái đoàn thực này là luôn luôn có tham, có hỷ, có ái. Cho nên nó nuôi dưỡng cái danh sắc này. Luôn luôn có, chắc chắn luôn luôn có. Rồi Đức Phật nói đó, chỗ nào có danh sắc đó, thì chỗ đó có hành Sankara đó, có hành tăng trưởng. Bây giờ hiểu thế nào là hành không? Hành là gì? Ví dụ như một khi mà có danh sắc, tức là có thân, có tâm đó. Khi mà cái thân này chúng ta có đó, tâm chúng ta có đó, thì đưa đến cái Sankara nó có, cái hành. Tại vì có thân, có tâm thì nó có sự tương tác, có sự vận hành trong đó, hiểu không? Có sự diễn tiến. Cái sự diễn tiến đó, làm việc đó gọi là hành. Rồi cái chỗ nào mà có hành tăng trưởng đó, thì cái chỗ đấy sẽ có hữu ái trong tương lai. Khi mà có hành, tại vì những cái sự mà vận hành tương tác ở trong thân tâm này nè, thì nơi đó sẽ có ái, hữu ái trong tương lai. Cho nên từ danh sắc nó đưa đến hành, từ hành nó đưa hữu ái, nó diễn tiến nữa. Mà chỗ nào có hữu ái thì sao? Chỗ đó sẽ có gì? Có già, có chết, có bệnh, lão tử chỗ đó. Nó đưa đến cái khổ. Nghe, chỗ nào có hữu ái thì bắt đầu chỗ đó có sanh, có già, có bệnh.
Rồi chỗ nào mà có sanh già chết trong tương lai thì chỗ đó làm sao? Chỗ đó có sầu bi khổ não. Vậy đó, cũng từ cái vật thực mà ra mà nó đưa đến đủ thứ hết trơn đó. Cho nên á, ở đây ý nói là cái vật, cái đòn thực nó đưa đến cái sự tồn tại của một chúng sanh. Nó nuôi dưỡng cái thân này, nó tồn tại duy trì á. Cái đòn thực nó duy trì sinh mạng, duy trì cái thân mạng này. Đó là vậy đó. Đó là sự duy trì đó quý vị. Từ cái mà nó có tham, có hỷ, có ái, rồi đưa đến thức sanh, rồi từ thức nó đưa đến hành, đưa đến danh sắc, đưa đến danh sắc, rồi danh sắc nó có rồi nó đến hành, và từ hành nó có, nó đưa đến cái gì? Từ hành đưa đến hữu ái. Từ hữu ái nó đưa đến sanh, già, lão, tử. Từ sanh, già, lão, tử nó đưa đến khổ, lặp đi lặp lại mãi mãi mãi. Đó, cho nên chúng ta thấy cái sự mà đoàn thực nó là vậy đó, nó nuôi dưỡng gì đó. Cái tác dụng nó khủng khiếp. Cho nên chúng ta làm sao để bớt cái sự mà ái trong đó đó. Chúng ta luôn luôn quán, ăn cái gì cũng phải quán chiếu nó. Tại vì chúng ta ăn vào để nuôi cái thân này nè. Mà nuôi thân này với cái sự tham sân si, thì nguyên một cái tiến trình bắt đầu nó tham sân si từ đó nó bừng lên. Mà ăn cái này á, ăn vật thực vô với cái sự vô tham, vô sân, vô si, thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ cắt đứt từ từ. Chúng ta không có tham sân si thì chúng ta tâm nó thanh tịnh. Mấy vị từ từ mấy vị hiểu được, mấy vị cắt đứt ái, từ từ đó mới đi cắt đứt ái vô đó. Cái tiếp là cái hiểm họa của xúc thực. Hiểm họa của xúc thực đó ở đây đó, nó là sự tiếp cận, rồi nó là cái sự dính mắc. Khi mà cái xúc thực á, nó có sự, bởi vì nó có sự tiếp cận, nó có sự tiếp xúc á, rồi từ đó nó đưa đến cái sự dính mắc. Tại vì á, khi mà cái xúc á, xúc nó làm duyên cho gì mấy vị biết không? Xúc làm duyên cho gì? Trong 12 thập nhị nhân chiến đó. Đúng, xúc làm duyên cho thọ. Thọ làm duyên cho gì? Đúng rồi, thọ làm duyên cho ái. Ái rồi xong cái thủ. Tại vì một khi có ái rồi, chấp. Ừ, nó chấp, một khi chấp rồi nó muốn cho có. Đó, hữu. Một khi có hữu là đưa đến gì? Sanh, lão, tử, đưa đến khổ, sầu bi, khổ não, đủ thứ. Một tiến trình như vậy đó. Nhưng mà một cái tiến trình này nè, chúng ta muốn cắt đứt á, thì chúng ta phải làm giảm cái tham, cái hỷ ái trong đó, trong lúc ăn. Rồi muốn cắt đứt cái tiến trình này nè, chúng ta phải nhìn thẳng vô cái thọ. Thẳng vô cái thọ, để làm chi? Để không có để ái sanh. Cái gì đó. Bởi vì trong cái thọ này đó, nó có đôi khi là thọ khổ, đôi khi là thọ lạc, đôi khi là thọ xả. Mà thường thường nếu mà thọ lạc, thường thường là ái, tham ái, nó thích thú trong đó. Ví dụ mấy vị đang ăn thức ăn này ngon quá, mấy vị thấy có cái thọ ngay lúc đó liền. Cái cảm giác ăn thức ăn ngon đó, cái thọ nó có mặt ngay đó. Mà khi mà có cái cảm giác ngon đó, cảm giác khoái lạc của thọ, của ăn á, mấy vị hãy quán trên cái ăn đó ngay. Quán ngay cái lúc mà cái thích thú trong cái ăn đó, thì mấy vị làm sao quán, mấy vị sẽ thấy được cái ái trong đó. Làm sao nhận ra được cái ái đó. Nào bị nào mà nhận hiểu ra cái ái trong đó đó, bị nó có thể đắc đạo ngay lúc ăn luôn. Thời Đức Phật có một vị đắc đạo ngay trong lúc ăn. Có một vị sa di đó đó, nhìn nè, ổng ăn đó, ổng ăn rất là nhanh, tại vì ăn ngon quá, ổng ăn hàm hồ luôn. Xong cái bị thầy la, vị thầy ổng nói nè, ăn coi chừng phóng miệng á. Mà cái ổng ngạc nhiên, ổng nói, ủa thức ăn này đâu có nóng đâu mà ổng nói phóng miệng ta. Tại thức ăn nguội mà. Nhưng mà cái ổng hiểu ra liền đây là cái nóng, đây là cái tham á, cái tham sân đó, nó thiêu đốt mình đó. Cái lửa tham á, lửa tham nó thiêu đốt. Ngay lúc đó ông ngộ ra. Nên vậy đó, ông còn nhỏ mà ông ngộ ra nha. Ông ngộ ra, ông nói, ủa sao mà thức ăn không có nóng mà thầy sư phụ mình nói nó ăn cái chừng phóng lử. Thức ăn nguội mà sư phụ nó ăn phóng lử. Vậy mà ông ngộ ra đó, ông ngộ ra là tham, cái lửa tham nó thiêu đốt cái lưỡi. Ông ngộ ra, ông nhận nó liền. Ông nhận ra, ông thấy cái tham, ông đang tham, thích tham ăn, lửa tham nó thiêu đốt. Thì ngay lúc đó ông ngộ ra đó, ông đắc quả A-la-hán. Vậy đó. Cho nên ngay cái lúc ăn á, là có xúc, cái cảm, mình cảm xúc. Mình ăn mình thấy cái vị nó ngon quá, cái cảm giác ngon quá đó. Chồng bà cái cảm giác ngon này nè là ái ngầm ở trong đó đó.
cái tham ngủ ngầm ở trong đó. Mà nếu mà có người mà có tu tập, mà có cái nền tảng tu tập tốt á, là người ta sẽ nhận ra ngay lúc đó liền, ta thể nhập chân lý liền. Còn mình không có tu tập đó, mình sẽ không bao giờ thể nhận tham nhập được đâu. Tại vì nó không có cái lực, nó không có sức định, nó không có cái chánh niệm, nó không có cái tỉnh thức tỉnh giác để mà nhận ra cái điều đó. Cho nên khi hành giả chúng ta tu tập, chúng ta luôn luôn phát triển chánh niệm, duy trì tỉnh thức tỉnh giác để gì, tăng trưởng sức định, rồi từ đó mới gì mới thể nhập được cái giây phút hiện tại chúng ta, ngay cái lúc hiện tại cái cảm thọ đó. Nó vậy đó, thực sự rất là khó, đắc đạo không phải dễ đâu, nhưng mà cũng không phải là khó. Nếu mà khó thì không ai đắc được chứ sao. Thực sự đắc đạo cũng không phải là khó mà cũng không phải là dễ. Cho nên nó dễ cho những ai người ta tu tập, tu tập và nó thuần thục thì đối với người đó là dễ. Còn đó chứ chúng ta mà không có tu tập, không có chịu quán sát, không có chịu mà chiêm nghiệm hiện tại chúng ta đang ăn, đang thọ dụng cái vật thực đó, thì chúng ta sẽ không có kinh nghiệm nó đâu. Cho nên bất cứ những cái gì hành giả chúng ta luôn luôn ăn, luôn luôn phải biết quán sát đó, dùng để mục đích là thế nào, để ngăn cái tham ái, ngăn cái hỷ ái trong đó. Mà ngăn cái đó chúng ta rất là nhiều lợi lạc, không những hiện tại mà còn tương lai. Tâm cái gì từ từ nó thuần tịnh, từ từ. Như nãy sư nói một tiến trình như vậy đó, nó đưa đến nào là đủ thứ hết. Từ cái ăn nó đưa đến là các hành, nó đưa đến thức, cái danh sắc, đưa đến các hành, dần dần nó đưa đến một giây, một cái tiến trình lặp đi lặp lại mãi. Tại vì để giải thích cái này nó mất thời gian lắm đi ha. Nhưng mà mấy vị dễ hiểu không? Dễ hiểu ha. Nguyên tắc của cái này làm sao mấy vị hiểu được cái pháp rất là quan trọng, chứ không phải chúng ta học cái bài kinh chúng ta đọc a mà không biết gì chứ. Mục đích là cái bài kinh Đức Phật nói vậy đó, trong cái phần thức ăn đó. Cho nên mấy vị làm sao mà nhớ cái chỗ này cho sư. Ví dụ chỗ nào mà có thức ăn trú rồi đấy ha. Ví dụ như một tỳ kheo mà có, quan trọng là nó xúc thực đi, trong cái xúc thực chúng ta có tham, có hỷ ái, có hỷ, có ái. Nhớ cái tiến trình này nha. Thì nơi nào có hỷ có ái thì chỗ đó sẽ có thức trú. Trong cái đoạn kinh này làm sao mấy vị nhớ cái mấu chốt này rất là quan trọng. Chỗ đó có thức trú. Mà khi chỗ nào có thức trú tăng trưởng đó, thì chỗ đó có danh sắc, tức là thân tâm đó. Nhiều khi nói danh sắc một số vị không hiểu, tức là chỗ nào có thức trú thì chỗ đó sẽ có một cái thân và tâm. Nhưng mà mình nói thân tâm này thì nó không phải được thực cái, thường cái thâm cái thân mà nó tế hơn, sắc pháp nó tế đó, nó sẽ hình thành gì đó. Nơi nào có thức trú thì chỗ đó đó có danh sắc. Nơi nào có danh sắc á, thì chỗ đó sẽ có hành tăng trưởng. Cái gì làm sao hiểu chỗ này là được. Nơi nào có hành tăng trưởng thì chỗ đó sẽ có hữu được tái sinh trong tương lai. Tức là cái hữu là cái hữu là sao, cái hình thành nên cái có sau này đó. Ví dụ như mình thích thú một cái gì đó, mình muốn cái đó, mà cái muốn này nè nó là cái hữu đưa sau này. Mình muốn sau này tôi có cái đó đó, đây là hữu. Và cái hữu này trong tôi nó sẽ phát sinh ra trong tương lai, đó là gọi là hữu. Mà chỗ nào có hữu được tái sinh trong tương lai đó, thì chỗ đó sẽ có gì, sanh già chết trong tương lai. Mà chỗ nào có sanh già chết tương lai thì chỗ ấy có sầu, có não, có vậy đó. Cho nên cái xúc thực này nó sinh khởi cho cái thọ, mà cái thọ này nó dẫn đến cái ái, rồi ái dẫn đến sinh tử luân hồi. Con người ta sinh là do cái luồng ái nó dẫn đi. Cho nên cái ái nó dẫn cho con người đi tái sanh. Cái ái rất là nguy hiểm. Ái tái sanh có thể tái sanh cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Cái ái rất là nguy hiểm. Cho nên trong cái xuất thực này nè, cái nguy hiểm nhất là cái gì? Cái ái dẫn đến luân hồi đó, mà cái hiểm họa của nó đó là cái xuất thực. Tại vì cái ái nó dẫn đi luân hồi, mà cái sự mà nguy hiểm dẫn đi luân hồi ở đây là do cái xuất, từ cái xuất. Mà trong cái xuất này nè, mà chúng ta đó, chúng ta quán chiếu trên cái xuất, rồi xuất nó hình thành thọ, chúng ta quán chiếu trên cái đó. Ngay cả tu tập cũng vậy, tu tập thiền Vipassana cũng vậy. Nhưng mà mấy chị quán chiếu ngay giây phút hiện tại, ở trên cái cảm giác, cái xúc đó.
Xúc này là cảm giác, cảm thọ đó. Từ cái xúc này, xúc là gì? Là sự xúc chạm. Xúc chạm này nó tạo nên cái thọ. Cho nên mấy vị đó có thể là quan sát ngay cái giây phút hiện tại đó. Tại vì có những cái mà quá khứ đó qua rồi chúng ta không có quán được. Ví dụ như là vô minh, chúng ta không có quán được cái vô minh. Mà đôi khi đó cái thức đó, chúng ta có thể là thức nè, danh sắc nè, rồi xúc, thọ, mấy cái đó là hay hiện tại. Ngay hiện tại chúng ta có tâm thức, rồi có nhận được cái cảm giác, cảm thọ, cái gì quán trên cái đó. Cho nên Đức Phật Ngài mới có là quán về tới niệm xứ đó, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp nè. Khi niệm tâm đó, hành giả cũng biết được niệm thọ luôn, rồi biết được, từ đó nó biết được cái pháp, biết được cái tâm đầy đủ. Niệm thọ cũng vậy, hành giả cũng biết được cái gì, cái tâm, cũng biết được cái pháp. Nên ngay lúc mà chúng ta niệm, cho nên khi mà hành giả nào mà thuần thục tứ niệm xứ đó thuần thục rồi đó, hành giả thường là nhìn ở trên cái tâm nó, những cái cảm giác, ngay cảm giác này chúng ta thấy được cái tâm tham, tâm sân, tâm si gì trong đó. Cho nên khi một cái cảm thọ đó thì đang thường đó, nó có ba cái thọ rõ nhất là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Ba cái đó rõ nhất trong pháp hành Vipassana, ba nó biểu lộ ba cái đó rõ nhất đó. Cho nên đó, mà trong cái thọ lạc đó, thường thường cái gì ngủ ngầm ở trong đó nè, mấy vị biết không? Tham ái. Ở trong cái thọ khổ ngủ ngầm trong đó là biết gì không? Sân, đúng rồi. Ở trong cái thọ xả ngủ ngầm trong đó là gì? Suy, đúng rồi. Cho nên á, bất cứ một cái cảm thọ nào á, nó sanh lên trong ba cái đó. Tại vì trong pháp hành chúng ta là chỉ có ba cảm thọ là rõ nhất thôi. Mà đôi khi hành giả sẽ thấy cảm thọ khổ là nhiều, chắc chắn. Tại thường mới hành giả mà tu hành mà không có tu tập, mà chưa có những cái pháp tốt á, chưa đạt đến thủy lạc định như kia đó, thường là chúng ta đối diện với khổ rất là nhiều. Thường quán cái khổ đó, hành giả quán trực tiếp với khổ đó. Nhìn quán, đôi khi á, quán được cảm nhận mình sân như thế nào đối với cái khổ đó. Tại vì một chúng ta ngồi lâu đó, nó đau nhức vô cùng. Mà đôi khi mà chúng ta không có thái độ chân chánh, đôi khi chúng ta muốn xua đuổi nó, mà chúng ta không chấp nhận nó, mà chúng ta không chịu đi kiểm tra của chúng ta, chúng ta như thế nào, cái tâm sân nó sanh lên như thế nào, mới phải ghi nhận cái đó. Nhiều khi cái sân tiềm ẩn bên dưới, đôi khi mấy vị thấy không sân nhưng mà thực sự nó có. Cái gì đó, cái gì nó, ủa tôi thấy nó khổ mà, nhưng mà tôi không có sân, nhưng mà thực sự nó có, nó tiềm ẩn ở dưới. Cho nên làm sao chúng ta nhìn để thấu vô cái khổ đó luôn, thấy được cái sân đó luôn, cái tiềm ẩn của sân đó. Thì khi mà cái năng lực chuẩn bị hành giả mà thấu được, hành giả sẽ đoạn được nó ngộ đó. Nó thâm nhập từ từ, Vipassana là chúng ta chịu khó quan sát cái tuệ chúng ta tiến, nó thâm nhập dần dần vô, thâm nhập được cái khổ đó, thì mấy vị sẽ thấy được cái tiềm ẩn của cái sân trong đó. Nó gọi là ngủ ngầm đó. Ba cái này nó ngủ ngầm ở trong ba cái thọ. Ví dụ khổ là sân ngủ ngầm tiềm tàng ở trong đó. Họ xả, ví dụ hành giả mà tu đến hành xả trí đó, thì đôi khi đó cái si nó nằm ở trong đó mà chúng ta không thấy. Mà muốn hiểu được cái si, hành giả mới quán cái sự sanh diệt của tất cả các pháp, thì mấy vị thấy không có cái gì tồn tại, tâm nó thì mấy vị bớt vô minh, bớt cái si hơn. Cái hiểm họa tiếp theo đó là hiểm họa của cái mà tư niệm thực đó. Tư niệm thực ở đây đó là do là sự mà tích lũy, sự quân tập. Hiểm họa của nó do cái sự tích lũy, sự huân tập. Ví dụ như, tại vì trong cái nghiệp tích lũy nè, chúng ta có thể sanh ra trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới thì có những cõi lạc, có những cõi khổ gì đó. Rồi sắc giới thì sắc giới gồm có các cõi thiền, vô sắc giới các cõi thiền vô sắc. Mà những cái cõi này là do chúng ta tạo những cái bất thiện nghiệp hoặc là thiện nghiệp gì đó, nó tương ưng, nó sanh vào đó. Ví dụ như thời Đức Phật á, có một cái ông tên là ông Chun Đá. Ông này ông sống bằng cái nghề giết mổ á, giết mổ heo. Ông này ông làm trong 55 năm. Mà trong khi 55 năm đó, mỗi lần mà ông muốn giết đó, một con vật đó, ông phải trói cái con heo lại vô gốc cây, rồi dùng cái cây đánh toàn thân nó cho cái thịt nó mềm trước khi giết, mà làm đủ thứ chứ. Mà thường xuyên vậy đó, mỗi lần giết thì trói một con heo lại, dùng cây đánh toàn thân nó cho nó mềm cái thịt.
Thì khi mà đánh lên mình con heo đó thì con heo nó sưng, nó sưng toàn thân hết trơn luôn. Thì sưng toàn thân vì cái thịt nó mềm. Rồi sau đó ông mới dùng đổ nước nóng vào trong cái miệng của con heo để chỉ để trôi cái phân nó ra ngoài, để cái thịt nó ngon, rồi thịt mềm thịt ngon. Chính vì cái muốn ngon vậy đó mà ổng tạo cái gọi là tư niệm thực, cái lặp đi lặp lại nè, hiểu không? Cái nghiệp làm đi lặp lại hàng ngày, cái tác ý đó, những cái bất thiện nghiệp đó, đây là cái nguy hiểm của tư niệm thực. Những cái này tích lũy mà 55 năm. Cho nên á, niệm bất thiện mà nghiệp bất thiện đó tích lũy 55 năm, khi ông chết á, ông sanh vô địa ngục vô gián đó, địa ngục mà sâu nhất, địa ngục A Vị Trí sanh vào đó. Cho nên đây là cái nguy hiểm của cái tư niệm thực, mà tư niệm thực này, cái sự bất thiện của bất thiện tạo ra một cách liên tục, quân tập, có sự quân tập trong đó, mà quân tập ở đây quân tập xấu, quân tập bất thiện. Bây giờ đó chúng ta cũng biết cái tư niệm thực, chúng ta quân tập tốt, quân tập tốt thì tích lũy nó tốt. Ví dụ chúng ta hành thiền đó, hay là chúng ta bố thí, hay là chúng ta trì giới, làm cái tốt liên tục mỗi ngày, nó cũng tạo một cái tư niệm thực sanh cho cái cảnh vui, cõi vui. Ví dụ hành giả hành thiền thì chúng ta hành thiền chánh niệm liên tục, đây là một tạo một cái tư niệm thực, một tác ý niệm chánh niệm ở trên thân thọ tâm pháp duy trì liên tục. Rồi hành giả đó, đây là một cái nghiệp thiện cho hành giả. Thì khi mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta sẽ ít có tham, có sân, có si đó, tạo một cái năng lực đó mà nó từ từ bây giờ sẽ sanh sau này đó, hết tuổi thọ bây giờ sanh làm, đôi khi làm người, đôi khi làm chư thiên. Nó cũng là một tư niệm thực đó, do cái sự gì, quân tập. Mà quân tập thì sao, tích lũy. Chúng ta quân tập càng ngày càng nhiều, tích lũy càng nhiều. Mà khi nhiều chín mùi rồi nó đưa đi tái sanh. Vậy đó. Đây là cái tư nguy hiểm của tư niệm thực. Nếu mà chúng ta biết nguy hiểm đó thì chúng ta phải thiện xảo nó, tư duy lèo lái để cho nó trở thành thiện. Vậy đó. Còn nếu mà chúng ta không có hiểu thì chúng ta theo cái khuynh hướng của cái bất thiện đó, nó sẽ khổ đau trong cái kiếp tương lai. Ví dụ như có những người họ làm cái nghề bán cá đó, có những người họ bán từ 3 giờ chiều cho đến 8 giờ tối. Những cái giờ đó họ bán đó, thường họ đập cái đầu con cá. Họ bán trong vòng 5-10 năm, cái đầu nghiệp nó đổ là họ đau đầu, nhức đầu, nhức toàn thân luôn. Sư thấy rất là nhiều, sư thấy nhiều người vậy rồi. Sư kêu họ bỏ đi, đừng làm nghề nữa. Họ nói con phải biết chứ sư, nhưng mà con bỏ rồi, con làm nghề nào sống. Nói vậy đó, chấp nhận luôn mà. Con bỏ rồi con làm nghề nào sống. Con bỏ rồi ai nuôi con của con. Không có tiền kiếm cho kinh tế, không có tiền làm ăn, không là sao. Làm sao mà nuôi con được. Đó, chúng ta cũng vì cái mưu sinh, vì cái đòn thực. Đúng rồi, vì cái đòn thực mà chúng ta làm bất chấp, không có sợ. Có những người họ biết luôn đó mà họ không có sợ. Không phải không sợ, do không có đủ hiểu biết thôi. Mà thiệt, những người đó ha, đúng cái giờ chiều từ 3 giờ 8 giờ nè, sau 10 năm đó, nghiệp nó tích lũy lên quá nhiều luôn. Bắt đầu tới nghiệp đó chỗ là họ nhức đầu hoặc là tay chân hoặc là thân nhất, đổ nghiệp ra. Cho nên chúng ta làm cái bất thiện nhưng mà lặp lại nha. Sau 5 năm hoặc 10 năm là nó chỗ quả liền, chỗ quả trong kiếp hiện tại này luôn. Thường có những người họ làm những cái nghề mà giết mổ đi. Lúc đầu họ thấy có kinh tế đem lại lợi nhuận quá đó, đam mê đắm chìm vào đó mà không có nghĩ nó bất thiện. Làm trong vòng nè, ví dụ như làm 5 năm đầu thấy lợi nhuận ngon quá đi, bắt đầu làm tới nữa, tới 10 năm sau nghiệp nó đổ một cái là tán gia bại sản luôn. Đôi khi sức khỏe suy sụp, đôi khi tai nạn nó đến. Thực tế ở đời có rất là nhiều, quý vị có nhiều lắm, sư thấy rất là nhiều, sư chứng kiến rồi, rất là nhiều người mà làm những cái nghề giết mổ là không bao bền đâu, trong vòng 5 hoặc 10 năm thôi là nghiệp nó đổ, mà đổ ra rồi một cái là tán gia bại sản đó. Tức là mang ung thư trong người nè, bệnh hiểm nghèo nè, hoặc là
những cái quan gia trái chủ giết biết bao nhiêu súc sinh đó, thấy nó trở về, thấy không hiểu sao mà những người đó đó buổi chiều tối là thấy những người mà đầu heo đầu chó này kia lợi đi lại họ, quay quanh họ, họ sợ. Sư thấy những người này rất là nhiều, tức là những cái người mà làm cái nghề nè, sư chứng kiến năm 10 năm tán gia bại sản mà không biết làm sao mà người ta cũng lao vào, không biết sao nữa. Có những người họ làm cái nghề mở quán nhậu đó, nghề bất thiện mà làm thì tích lũy tư niệm thực đó, lặp đi lặp lại bất thiện đó mỗi ngày. Lúc đầu là thấy lời, cứ tiếp tục đâm đầu vô. Thực sự những cái nghề này không có bền. Trong vòng 5-10 năm sau bắt đầu cái bị cái chuyện này chuyện kia nó đổ ra, đưa đến bệnh tật, đưa đến tai nạn, đưa đến tán gia bại sản. Cái hiệu quả của thức thực ở đây đó là cái gì? Là sự thái sanh. Nó đưa đến thái sanh. Nó kết nối với cái luồng nghiệp thái sanh, nó kết nối. Cái thức đó, khi mà người ta đã chết đó, cái thức nó kết nối với cái mà cái sanh thức á, bất tí sanh đí, nhưng mà liền bất tí sanh đí thức sanh lên. Mà thức thực này nó kết nối với cái đó, nó là sự tái sanh. Cái nguy hiểm của nó là sự tái sanh. Mà cái thức thực này nó làm duyên cho danh sắc. Ở trong cái thời điểm tái sanh đó, thời điểm tục sinh. Thì cái điều này nó cũng đồng nghĩa khi mà tục sinh đó, nó sẽ cho một cái kiếp mới liền. Nhanh lắm quý vị, chứ không phải người ta đó, người ta chết rồi sau 49 ngày đâu, tái sanh ngay liền. Ví dụ như hàng chư thiên vừa mất ở đây một cái là tái sanh hàng chư thiên cho anh liền. Nhanh như vậy đó. Có những hàng ngạ quỷ đó, họ ví dụ như họ cũng tái sanh làm ngạ quỷ ngay liền. Thì nó lãng giảng đó. Thì trong thời gian lãng giảng đó, quý vị nên chi phước cho họ. Trong vòng lãng giảng 49 ngày, quý vị nên chi phước cho họ. Tại vì khi cái tâm á, họ quá sanh mà vừa mất cái này đó, thức khác nó sanh lên, nó hiện ra liền, lọt vào cảnh ngạ quỷ liền. Có những người dính mắt với con cháu, họ lãng giảng. Thì những lúc đó là họ thường là họ dính mắt con cháu, hoặc là họ thiếu phước. Cho nên ngay lúc đó chúng ta là phải biết làm phước để chia sẻ cho họ. Nhưng mà cái này để nói là hơi xa thôi. Thực sự cái trong cái hiểm họa của thức thực ở đây đó là sự tái sanh. Cái thức này nó đưa đi tái sanh. Thường thường thì người ta đó ưa mong cầu như là được danh tiếng, được thông minh trí tuệ này kia đó. Cho nên đó, hoặc là được có sự gọi là có chức có quyền trong một cái xã hội, hoặc là được sắc đẹp, được mọi người tán thán. Thì chính những cái này là cho nên họ cố gắng làm những cái gì đó để mong cầu, làm những cái việc để mong cầu đã được như vậy đó. Thì chính cái sự mong cầu nè, khi mà mệnh chung đó, cái thiện cái nghiệp đó nó đưa cho cái quả tục sinh, nó đưa đi tục sinh. Và chính cái tục sinh này là tạo ra cái danh sắc, tức là cái thức này nè, nó đưa đến có danh sắc. Thì tức là khi mà họ làm đó, thì những cái tâm thức cái này nè, nó đưa đến tái sanh. Mà khi tái sanh đó, có thức tái sanh, thì thức tái sanh này nó hình thành nên cái danh sắc. Như nãy sẽ có nói có thức thì sẽ có danh sắc, nên nào có danh sắc cái đó thì sẽ có hành. Tại vì cái vận hành đó của danh sắc á, cái này nó khác ở trong cái mà thập nhị nhân duyên. Thường thập nhị nhân duyên nó như là vô minh rồi tới hành, phải không? Hành là tới thức, danh sắc, nhưng mà trong cái vật thực nó khác, trong cái vật thực nó khác. Còn cái kia là thập nhị nhân duyên, ví dụ vô minh, hành, thức, rồi danh sắc, rồi lục nhập vậy đó, rồi xúc, rồi thọ, vân vân. Còn ở trong cái mà vật thực thì nó khác. Cái vật thực trong cái gọi là thức thực á, nó gì đó, có thức thực, nó đưa thức thực khi mà tái sanh, cái thức này nè đi tái sanh. Nó tái sanh thì nó sẽ hình thành một cái cơ thể mới và một cái tâm bất thức mới, hiểu không? Cho nên cái thức này, cái thức mà thức thực đó nha, chứ không phải cái thức của thập nhị nhân duyên. Cái này là thức thực. Thức thực nó đưa đến danh sắc. Đúng rồi, đưa đến danh sắc. Danh sắc ở đây là danh sắc một cái sống mới đó, hiểu không?
kiếp sống mới. Tại vì cái thức này nó đưa tái sanh, khi mà cái tái sanh thì nó hình thành một cái cơ thể mới và một cái tâm thức mới. Khi mà có thức tái sanh rồi đó, tái sanh mới nha, nó tạo ra cái danh sắc mới, tức là cái thân thân mới, tâm mới. Ví dụ chúng ta khi mà chết với một cái tâm gì đó, với một cái tâm thức gì đó, tâm thức thiện đi, thiện lành đi, có thể chúng ta sanh ra thành một người đẹp. Và người đẹp nó có một cái tâm thức cũng đẹp và cái sắc pháp cũng đẹp, như vậy đó. Nếu mà chúng ta tái sanh với cái tâm sân đi, mà vô tình lọt vào loài người thì chúng ta sanh ra cái xấu. Xấu thì sao? Cái tâm đó chúng ta thường thường, những người xấu thường mấy vị đâu có dám chơi với họ, tâm họ cũng ác cũng xấu thêm vậy đó. Tại vì thường ta nói là tướng tùy tâm sinh mà, hiểu không? Cho nên cái thức này đó nó sanh cho cái tâm mới và cái thức mới, tức là cái thân mới và cái tâm mới á, thân tâm danh sắc á mới nữa, cái thức đi tái sanh đó. Tại vì ngay cái tái sanh nó có luồng tâm thức này nè, một cái tâm thức này, cái luồng tâm thức đi tái sanh nó sanh ra, nó là nó cho một cái danh sắc mới, cái hình thức của một cái tâm mới, thân mới. Mà một khi á thức nó đưa đến cái thân mới, tâm mới, tức là danh mới, sắc mới. Một khi mà có danh sắc mới đó thì nó đưa đến đó, cái gì? Danh sắc là tới gì? Thọ. Ba cái thọ nó sanh lên. Thường là thọ khổ nè. Có danh sắc thường thường nó đến không, nó cho cái khổ. Danh sắc này nó đưa đến cái khổ mới. Mà trong cái khổ đó thì nó ngay cả một cái khổ nào cũng vậy đó, nó có ba loại khổ trong đó. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Vậy đó. Các vị biết thế nào khổ khổ không? Khổ khổ là sao? Ví dụ như khổ thân, khổ tâm, đó là khổ khổ. Ví dụ thân nhận cái nhận thân này nè, mình nhận lãnh một cái thọ khổ, mình cảm giác cái thân này nó đau, nó mệt mỏi nhất, đó là thọ khổ đó. Tâm nó lãnh một cái thọ ưu, cái này gọi là khổ khổ. Còn hành khổ là sao? Hạnh đây là sankhara đó, vipari mana đốc khá, gọi là hành khổ, tức là cái mà sự hoại diệt của danh và sắc. Danh sắc này nè, từng sắc na nó sanh lên, nó diệt xuống, sanh lên diệt xuống, sanh lên diệt xuống, do cái sự sanh diệt đó đó mà nó đem đến cái sự khổ, đem đến cái sự khổ. Tại vì bất cứ ai cũng vậy, luôn luôn có cái hành khổ, ai cũng vậy chứ, ngay cả những vị thánh cũng vậy luôn, có thân này đó. Mặc dù đắc quả thánh rồi, ví dụ như Đức Phật chúng ta đi, đắc Phật quả rồi, nhưng mà thân này cũng mang cái khổ. Ví dụ như Ngài vẫn có đau, có bệnh, có nhức, nó vậy đó. Đó là hành khổ. Thân ngũ uẩn này luôn hoại diệt. Nó tạo nó đó là hành khổ. Ví dụ Ngài bị chứng đau lưng đó, hành khổ. Tại vì bất cứ ai có thân ngũ uẩn này là chắc chắn sẽ có cái khổ, sự khổ đó. Dù đắc quả thánh rồi nhưng mà cái tâm đó, nó không có bị khổ, mà cái thân nó bị khổ. Thân này nó chịu bởi định lực của vô thường. Còn hoại khổ là gì? Khi mà cái sự khổ đó, nó sinh lên đó, khổ sinh lên khi nó bị biến hoại, tức là nói cách khác nó là sự vô thường đó. Vô thường chuyển đổi. Ví dụ như sự lạc mà nó mất đi á, thì có những người đó họ thấy khổ, tức là đang có sự lạc mà nó mất đi rồi đó, nếu mà cái người mà dính mắc á, thì họ thấy khổ, họ thấy khổ. Còn cái người ta không dính mắc á, thì người ta không thấy khổ. Nhưng mà thường thường chúng sanh là dính mắc hết, cho nên á, cái gì chú trong cái lạc đó nha. Đối với những cái cảm giác, cảm thọ lạc khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta làm sao á, thấy được cái khổ của nó. Mà lạc bằng sao thấy khổ? Lạc quán, tức là quán cái lạc này nè, thấy cái sự tận cùng của diệt của lạc luôn, thì chúng ta thấy được cái khổ. Chứ không phải là lạc này rồi chúng ta sợ là tha mái, chúng ta không quán, không tu tập. Không phải. Pháp lạc chúng ta vẫn tu tập như bây giờ. Tại vì có những người, có những thiền sư, người ta không có hiểu cái lý này, không có hiểu cái pháp này đó. Ta nói là lạc là tham, bỏ đi. Sai, bỏ rồi sao mà tu tập được. Pháp lạc là pháp thiện đó, chúng ta phải tu tập.
tức là phải chánh niệm trên cái lạc đó, chánh niệm liên tục để làm chi? Để tâm chúng ta đó hiểu nó, ghi nhận nó, quan sát nó, ghi nhận cái lạc này, thấy cái lạc này nó sanh diệt, biến hoại dần, mất cái lạc luôn. Thì mất cái lạc nó lòi ra khổ ra. Cho nên ta quán cái lạc mà ta thấy được cái khổ là gì đó, chứ không phải chú lạc mà thấy. Thực sự chú lạc thì thấy lạc chứ không phải thấy khổ, nhưng mà quán lạc, quán tận cùng của nó mới gì sẽ thấy được cái khổ. Đó gì đó. Đây là cái sự hoại đó. Hoại khổ là gì đó. Ví dụ có người đang hưởng phước ngon lành, tự nhiên đó hết phước họ thấy khổ, cũng là hoại khổ. Bây giờ chúng ta đang ngồi trong máy lạnh đi, tự nhiên cúp điện, chúng ta thấy khổ, nóng lên. Nó vậy đó, hoại khổ. Đang mát mẻ mà bắt đầu bị cúp điện, quạt cái máy lạnh nó hết làm việc, thấy khổ lên, nóng lên, bắt đầu khổ lên. Cũng vậy, đối với cái thức cũng vậy á. Nếu mà cho nên Đức Phật ngài nói, chỗ nào có thức được ăn trú, được tăng trưởng đó, thì chỗ đó sẽ có danh sắc. Đây là thức thực cái nha, chứ không phải nói thức trong tập nhiên nhiên. Thức thực, chỗ nào có thức thực được an trú, được tăng trưởng, thì chỗ đó có danh có sắc. Mà chỗ nào có danh có sắc, chỗ ấy sẽ có hành tăng trưởng. Chỗ nào có hành tăng trưởng thì chỗ đó có hữu, được tái sinh ở trong tương lai. Hữu sẽ tái sinh, được tái sinh trong tương lai. Rồi chỗ nào có sanh, có già, có chết trong tương lai thì chỗ đó có sầu, có khổ. Nó cũng giống nhau gì đó. Nên mấy vị làm sao hiểu cái nguyên lý này nè, hiểu được nó và chúng ta mới có thể tu tập, mới liễu tri được nó. Cho nên ở đây đó, trong bài kinh đó, làm sao một vị thánh đệ tử làm sao biết được tập khởi của nó, làm sao biết được hay liễu tri được nó đó. Tu tập để sao liễu tri được thức ăn, liễu tri nó. Đây là cái sự chúng ta hiểu đó, là liễu tri được nó. Chúng ta hiểu biết toàn bộ, để chúng ta hiểu liễu tri toàn bộ, hỷ biết một cách chi tiết cặn kẽ. Ở trong đây ví dụ bà chánh kinh nói là một vị thánh đệ tử có chánh tri kiến được chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối, thành tựu pháp tuyệt đối, hiểu được thế nào thức ăn, thế nào tập khởi của thức ăn đó, rồi thế nào hiểu được, hiểu đây là liễu tri, hiểu nó đầy đủ đó, hiểu được đầy đủ thì thánh đạo sanh khởi đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết được vậy đó, cái thánh đạo nó sanh khởi. Chúng ta hiểu biết, chúng ta thâm nhập được mà. Chúng ta thâm nhập được cái tâm của chúng ta, hiểu biết cái tâm chúng ta thuần trong sạch như nào. Tâm đó nó trở thành tâm đạo, thể nhập vào cái tứ thánh đế. Cho nên ở trong đây thực sự những cái này gọi là chánh duy kiến, nó rất là vi tế, rất là sâu sắc. Chúng ta cần phải tu tập để mà hiểu nó, để liễu tri nó. Hiểu. Tức là liễu tri là hiểu biết toàn bộ chi tiết của nó. Cái gì có thắc mắc về cái gì trong thức thực không? Bốn cái loại thực này không? Dạ, kính bạch sư, sư có thể giải thích thêm cho con về thức trú không ạ? À? Thức trú là một cái tâm thức nó sanh lên, một tâm thức mới đó. Khi mà mình ăn cái một cái thức ăn nào đó mà mình có dính ái, có hỷ ái, có tham, có hỷ, có ái dính mắc, thì một cái tâm mới nó ô nhiễm, nó có tham ái trong đó, có ái trong đó nó sanh lên. Cái tâm mới gọi là thức á, cái gì đó. Cho nên chỗ nào có hỷ ái thì một cái tâm mới nó hình thành lên. Mà tâm mới hình thành lên là cái tâm này nó đưa đi tục sinh. Sau này mình đi tục sinh chứ cũng không biết có tâm đó hay không, tại vì trong quá trình mình hàng ngày mình sinh hoạt, mình tạo những cái tâm đó quá nhiều đi, tâm ái quá nhiều, nó đưa đi tục sinh, nó đưa đi tái sanh. Mà tâm đó nó đưa đi tái sanh, nó sanh ra một cái danh sắc mới trong cái kiếp mới đó. Đó vậy đó. Cho nên mình làm bất cứ cái gì cũng vậy, làm sao mà khi mà làm sao đừng có để có tham hỷ ái, thì cái thức nó sẽ trong sạch. Nó cũng có thức nữa, nhưng mà thức này nó không có thức câu sanh với ái, hiểu không? Mà thức nào câu sanh với ái, thức đó đưa tới tái sanh. Nó vậy đó. Cái tâm thức nào mà sanh lên đó, nó có ái trong đó chắc chắn sẽ đưa đi tái sanh. Chúng sanh thường thường sanh đi tái sanh là do bị ái, luồng ái nó đưa cho chúng ta tái sanh hoài, vô tận là vậy đó. Y đằng nô nha, Ti nằng hô tu, Sư khi
Sukhita hôn tu nha ta yo y đằng no nha ti nàng hô tu Sukhita hôn tu nha ta yo y đằng no nha ti nàng hô tu Sukhita hôn tu nha ta yo. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày quỷ lai. Sa đu sa, sa đu sa.